Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trong ngàn muôn kiếp có tìm cầu, con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 310. Kinh Đại Bảo Tích quyển 1. Hán dịch: Đời Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí. Pháp hội 1, ba luật nghi phần 1. Tôi nghe như vậy: Một thuở nọ, Đức Phật ở núi Kỳ Xà Quật nơi thành Vương Xá. Núi đó cao đẹp, cỏ cây hoa quả đều xanh tốt xum xuê. Chúng trời rồng, dạ xoa, tỳ xá xà, khẩn na la thường ở nơi đó. Trong núi là có các loài như sư tử, cọp, sói, kỳ lân, voi, ngựa, gấu. Núi này có đủ các loài chim như chim công, chim két, nhồng, sáo, le le, chim nhạn, chim uyên ương, chim cộng mạng. Các loài chim muôn trong núi nhờ oai thần của Phật nên tất cả đều không bị tham dục, sân si làm não hại, chẳng giết hại ăn thịt nhau, thương yêu nhau như tình mẫu tử. Những cây mộc hương, cây amala, cây chân thúc ca, cây ni câu đà, cây chiên đàn, cây trầm thủy mọc rộng thành rừng. Khắp núi đầy những hoa đẹp, trên đất có những hoa như A Đề Mục Đa, chim bà, ba tra, bà sư ca, tô mạng na, do đề ca. Dưới nước có những hoa sen xanh, hoa sen đỏ, hoa sen vàng, hoa sen trắng, hoa kalasa, hoa maha kalasa. Màu hoa hương hoa xen nhau làm cho núi Kỳ Xà Quật vừa đẹp, vừa thêm diệu kỳ. Trên núi này, nửa đêm thường có mây bao phủ, mây văng vẳng, tiếng sấm, lất phất mưa bay, nước tám loại công đức chảy thấm nhuần khắp núi. Trong chốc lát, mây mưa đều tan, kế đó một cơn gió thoảng làm mát cả lòng người, khiến thân tâm đều nhẹ nhàng thư thái. Trong núi ấy, nơi ở của chúng sinh và các loại cây quý tươi sáng như vòng hoa đẹp, muôn màu, muôn vẻ. Nguồn nước trong vắt hơn nước suối nguồn, khiến màu sắc càng đẹp hơn gấp bội. Trong núi này có loại cỏ dịu mềm, đủ cả sắc lẫn hương, xanh mướt, bóng láng như lông ức chim công, thơm như hoa bà sư ca, chạm đến mịn nhuyễn như bông đau la. Do đó mặt đất mềm, dịu, làm êm cho người đi không bao giờ đau rát. Khi dẫm lên, cỏ lún xuống. Khi dở chân lên, cỏ trở lại như cũ, như tấm thảm xanh mướt. Trong núi có nhiều ao hồ suối chảy. Giữa nước trong mát đủ các loại hoa sen màu xanh vàng, đỏ trắng, hồng, tía, màu pha lê, màu vàng lửa. Lớn như bánh xe mọc lên, hương sen ngào ngạt khắp núi. Đỉnh núi có tòa sen báu lớn tốt đẹp, kim cương xanh làm lọng, lưu ly làm tua, vàng diêm phù đàn làm cánh rộng lớn, chiên đàn làm cương, ngọc mã não làm nhụy. Tòa sen báu này to rộng mênh mông như biển lớn. Mười ức Atula vương thường cầm mười ức lưới báu mani, nhiều màu giăng che phía trên bảo tòa. Mười ức Long vương rưới mưa thơm, mười ức Kim Sĩ Điểu vương miệng ngậm giải lụa màu, mười ức Khẩn Na La vương chí thành chiêm ngưỡng, mười ức Ma Hầu La Già vương cung kính cúi nhìn, mười ức Càn Tất Bà vương ca ngâm khen ngợi, mười ức trăm ngàn đại thiên đế bổ vây bổ mây lành, rải các thứ hương bột hương đốt y phục, các thứ hoa cùng tràng phán bảo cái, mười ức Phạm vương cúi mình kính ngưỡng, mười ức Trời Tịnh Cơ chắp tay đảnh lễ, mười ức Chuyển Luân vương mang theo bảy loại báu đến núi ấy, mười ức Hải vương rời biển lớn đến kính lễ bảo tòa. Tòa sen báu này lại có vô số châu báu như ý kết hợp trang nghiêm. Mười ức Bảo Châu Quang Minh Mani chiếu sáng, mười ức Bảo Châu Tịnh Phước Mani xinh đẹp, mười ức Bảo Châu Biến Chiếu Mani trong sạch, mười ức Bảo Châu Diệu Quang Mani chói rỡ, mười ức Bảo Châu Tạp Sắc Mani chiếu khắp, mười ức Bảo Châu Diêm Phù Tràng Mani vững vàng, mười ức Bảo Châu Kim Cang Sơ Tử Mani trang nghiêm, mười ức Bảo Châu Nhật Tạng Mani rộng lớn, mười ức Bảo Châu Bất Tơ Nghị Mani ánh đủ màu, mười ức Bảo Châu Như Ý trang nghiêm vô tận. Bảo tòa liên hoa này từ nơi căn lành vô lượng vô thượng của Đức Như Lai là chỗ mà ý chí của Bồ Tát ái mộ khắp hiện các nơi. Bảo tòa này cũng từ pháp như huyễn mà có, cũng từ nghiệp lành, từ pháp tánh vô tránh, pháp tánh như mộng mà có, pháp vô hành dùng để ấn,
thuận với lý vô trước, nên cùng khắp mười phương tất cả pháp giới, do công đức thuận với cảnh giới Phật mà tạo nên. Giả sử trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp cũng không thể ca ngợi hết sắc, tướng, xinh đẹp và công đức trang nghiêm của tòa sen báu này được. Bây giờ, Đức Thế Tôn ngồi kiết già trên bảo tòa ấy. Bên bảo tòa có 8.000 vị đại tỳ kheo đều hội họp như tôn giả Kiều Trần Như, tôn giả A Tháp Bà, tôn giả Ma Sử Ba và các tôn giả Maha Nam, Ưu Đà Di, Gia Xá, Phú Na, Vô Cấu, Thiện Tý, Cừu Phạm Ba Đề, Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Gia Gia Ca Diếp, Na Đề Ca Diếp, Maha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Đà Bột Kiền Liên, A Na Luật, Tu Bồ Đề, Ly Bà Đa, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, Ưu Ba Ly, La Hồ La, Nang Đà. Các vị tỳ kheo hàng đầu này đều đã giác ngộ đế lý tự tánh, hiện chứng thực tế, nhập bản tánh pháp ra khỏi biển ba cõi. Các vị đi trong hạnh hư không của Như Lai đều dứt hẳn phiền não, đều trụ nơi vô trụ, thực hành pháp không tịch tỉnh, dứt hết nghi hoặc đối với Đức Như Lai. Các vị đã vào trong biển trí tuệ của Phật, là bạn đem lại lợi ích cho thế gian. Các vị luôn hộ vệ tất cả chúng sinh, làm bạn đi sát theo họ. Các vị đã thông đạt cảnh giới Phật Pháp, các vị thệ nguyện hộ trì chánh pháp của chư Phật, hiện tiền được sinh chủng tánh Như Lai có thể hướng đến nhất thiết chủng trí. Lại có 8.000 vị đại Bồ Tát đều hội họp, đứng đầu là các vị Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát Tối Thượng Trí Trí, Bồ Tát Tối Thượng Bảo Trí, Bồ Tát Nhất Thiết Ngữ Ngôn Trí, Bồ Tát Vô Trước Trí, Bồ Tát Hoa Thượng Trí, Bồ Tát Nhật Thượng Trí, Bồ Tát Nguyệt Thượng Trí, Bồ Tát Vô Cấu Thượng Trí, Bồ Tát Kim Cang Trí, Bồ Tát Viễn Trần Trí, Bồ Tát Quan Tràng, Bồ Tát Diệu Cao Tràng, Bồ Tát Bảo Tràng, Bồ Tát Vô Ngại Tràng, Bồ Tát Hoa Tràng, Bồ Tát Tịnh Tràng, Bồ Tát Nhật Tràng, Bồ Tát Đoan Nghiêm Tràng, Bồ Tát Ly Cấu Tràng, Bồ Tát Biến Chiếu Tràng, Bồ Tát Đà La Ni Oai Đức, Bồ Tát Bảo Oai Đức, Bồ Tát Đại Oai Đức, Bồ Tát Kim Cang Trí Oai Đức, Bồ Tát Vô Cấu Oai Đức, Bồ Tát Nhật Oai Đức, Bồ Tát Nguyệt Oai Đức, Bồ Tát Phước Sơn Oai Đức, Bồ Tát Trí Chiếu Oai Đức, Bồ Tát Phổ Thắng Oai Đức, Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Hư Không Tạng, Bồ Tát Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Bảo Tạng, Bồ Tát Nhật Tạng, Bồ Tát Thanh Tịnh Công Đức Tạng, Bồ Tát Pháp Hải Tạng, Bồ Tát Biến Chiếu Tạng, Bồ Tát Tề Tạng, Bồ Tát Thắng Liên Hoa Tạng, Bồ Tát Nhật Nhãn, Bồ Tát Tịnh Nhãn, Bồ Tát Vô Cấu Nhãn, Bồ Tát Vô Ngại Nhãn, Bồ Tát Phổ Minh Nhãn, Bồ Tát Thiện Lợi Trí Nhãn, Bồ Tát Kim Ca Nhãn, Bồ Tát Bảo Nhãn, Bồ Tát Hư Không Nhãn, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Thiên Quang, Bồ Tát Chiếu Pháp Giới Mani Quang, Bồ Tát Diệu Bồ Đề Mani Quang, Bồ Tát Chiếu Thập Phương Quang, Bồ Tát Xuất Hiện Nhất Thiết Phật Tạng Quang, Bồ Tát Siêu Nhất Thiết Thế Gian Quang, Bồ Tát Phổ Chiếu Quang, Bồ Tát Vô Ánh Tệ Quang, Bồ Tát Chấp Trì Như Lai Sư Tử Tòa Quang, Bồ Tát Phổ Chiếu Pháp Giới Hư Không Quang, Bồ Tát Phạ Vương Kế, Bồ Tát Long Vương Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Phật Biến Hóa Ảnh Tượng Kế, Bồ Tát Diệu Bồ Đề Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Nguyệt Nguyện Hại Âm Thanh Mani Vương Kế, Bồ Tát Phóng Nhất Thiết Như Lai Viên Quang Mani Bảo Lôi Thanh Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Hư Không Vô Sai Biệt Biểu Thị Mani Bảo Võng Phú Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Như Lai Pháp Luân Thanh Kế, Bồ Tát Nhất Thiết Tam Thế Danh Luân Thanh Kế, Bồ Tát Đại Quang, Bồ Tát Vô Cấu Quang, Bồ Tát Bảo Quang, Bồ Tát Ly Trần Quang, Bồ Tát Pháp Quang, Bồ Tát Tịch Tịnh Quang, Bồ Tát Nhật Quang, Bồ Tát Thần Biến Quang, Bồ Tát Thiên Quang, Bồ Tát Phước Quang, Bồ Tát Trí Quang, Bồ Tát Pháp Quang, Bồ Tát Thần Thông Quang, Bồ Tát Quang Chiếu, Bồ Tát Hoa Quang, Bồ Tát Giác Quang Minh, Bồ Tát Phạm Quang, Bồ Tát Phổ Chiếu Quang, Bồ Tát Phạm Ân, Bồ Tát Hải Âm, Bồ Tát Địa Hống Âm, Bồ Tát Thế Gian Vương Âm, Bồ Tát Sơn Vương Âm, Bồ Tát Sơn Vương Tướng Kết Âm, Bồ Tát Biến Pháp Giới Âm, Bồ Tát Nhất Thiết Pháp Hải Lôi Âm, Bồ Tát Tội Phục Chư Ma Âm, Bồ Tát Đại Bi Lý Thú Vân Lôi Âm, Bồ Tát Biến Tức Nhất Thiết Thế Gian Khổ Não Âm, Bồ Tát Pháp Thắng Dũng, Bồ Tát Thù Thắng Dũng, Bồ Tát Trí Thắng Dũng, Bồ Tát Phước Tu Di Thắng Dũng, Bồ Tát Công Đức Tối Thắng Dũng, Bồ Tát Danh Văn Thắng Dũng, Bồ Tát Phổ Quang Thắng Dũng, Bồ Tát Đại Từ Thắng Dũng, Bồ Tát Trí Chiếu Thắng Dũng, Bồ Tát Như Lai Chủng Tánh Thắng Dũng, Bồ Tát Quang Đức, Bồ Tát Thắng Đức, Bồ Tát Pháp Dũng Đức, Bồ Tát Biến Chiếu Đức, Bồ Tát Pháp Đức, Bồ Tát Nguyệt Đức, Bồ Tát Hư Không Đức, Bồ Tát Bảo Đức, Bồ Tát Thật Đức, Bồ Tát Quang Đức, Bồ Tát Trí Đức, Bồ Tát Bà La Đế Vương, Bồ Tát Pháp Đế Vương, Bồ Tát Tượng Đế Vương, Bồ Tát Phạm Đế Vương, Bồ Tát Sơn Đế Vương, Bồ Tát Chúng Đế Vương, Bồ Tát Thiên Đế Vương,
Bồ Tát Tịch Tịnh Đế Vương, Bồ Tát Bất Động Đế Vương, Bồ Tát Tối Thắng Đế Vương, Bồ Tát Bồ Đề Tịch Tịnh Thanh, Bồ Tát Vô Trước Thanh, Bồ Tát Địa Thanh, Bồ Tát Địa Đại Hải Thanh, Bồ Tát Âm Thanh, Bồ Tát Chiếu Pháp Thanh, Bồ Tát Hư Không Thanh, Bồ Tát Nhất Thiết Thanh, Bồ Tát Thiện Can Lôi Thanh, Bồ Tát Phát Ngộ Bản Nguyện Thanh, Bồ Tát Tội Nhất Thiết Ma Quân Thanh, Bồ Tát Trí Tu Di Giác, Bồ Tát Hư Không Giác, Bồ Tát Thanh Tịnh Giác, Bồ Tát Vô Ngại Giác, Bồ Tát Khai Ngộ Giác, Bồ Tát Chiếu Tam Thế Giác, Bồ Tát Bảo Giác, Bồ Tát Quảng Đại Giác, Bồ Tát Phổ Quang Giác, Bồ Tát Pháp Giới Lý Thú Chiếu Giác. Các vị Đại Bồ Tát này đều ăn trụ hạnh nguyện phổ hiền, chỗ làm không trụ trước, vì biến khắp tất cả cõi Phật, các vị biến hiện vô biên thân, vì gần gũi tất cả chư Phật, các vị duyên cảnh giới thanh tịnh vô hạn, vì đã biết tất cả thần biến của chư Phật, các vị đến đi vô lượng, vì không ngớt qua đến chỗ chư Phật hiện thành chánh đẳng giác, các vị có ánh sáng lớn vô biên, vì trong biển thật tướng của tất cả Pháp được trí ánh sáng vô biên. Các vị nói vô tận công đức trong vô số kiếp, vì biện tài thanh tịnh, các vị đồng hư không, vì trí sở hành cảnh thanh tịnh, các vị không tựa nương chỗ nào, vì tùy ý lạc thế gian mà hiện sắc thân, các vị xa lìa được sự ràng buộc che lấp, vì đã biết không có chúng sinh giới, các vị trí tuệ như hư không, vì phóng lưới quang minh khắp pháp giới. Các vị rốt ráo tịch tịnh, vì tâm rất tịch tịnh. Các vị trụ cảnh giới tánh trí nhất trí tất cả tổng trì. Các vị dũng mạnh vô ý nơi chánh định. Các vị mắt thấy suốt ngàn mấy pháp giới. Các vị trụ vô sở đắc đối với tất cả pháp. Dạo đi nơi biển trí vô biên. Đã qua đến bờ trí tuệ bát nhã ba la mật đa. Đến ba la mật đa của tất cả thế gian. Được tự tại nơi chánh định ba la mật đa. Lại có 500 vị tỳ kheo ni cùng hội họp, tỳ kheo ni Maha Ba Xà Ba Đề, tỳ kheo ni Cù Đàm Chi, tỳ kheo ni An Ổn, tỳ kheo ni Ô Bát La Hoa, tỳ kheo ni Vũ Cù Đàm Chi, tỳ kheo ni Gia Du Đà La làm thượng thủ. Lại có 500 vị Ưu Bà Tắc đều hội họp, hàng thượng thủ là các Ưu Bà Tắc, Thiền Oai Đức, Tuệ Quang, Thiên Oai Đức, Danh Sơn Oai Đức, Siêu Danh Sơn Oai Đức, Thiền Tuệ, Nguyệt Đức, Nguyệt Hoan Hỷ, Đài Hoan Hỷ, La Hầu Hiền, Đại Hiền, v.v. Lại có 500 vị Ưu Bà Di đến hội, dẫn đầu là các vị Ưu Bà Di Đại Quang, Thiện Nhân, Khả Lạc Thân, Hiền Đức, Nguyệt Quang, Quang Minh, Thắng Quang, Thiện Nhãn, và có vô lượng trời rồng, tán bộ chúng cung kính hầu quanh Đức Phật. Đức Phật vì đại chúng mà nói ba luật nghi, luật tạng của tất cả Như Lai, hiện bày công hạnh của tất cả Bồ Tát, chiếu rõ pháp giới đi vào các pháp môn, có thể trang nghiêm tất cả cõi Phật, dẹp các tà luận, hàng phục ma oán, làm cho chúng sinh vui mừng, chỉ bày tâm loạn trược của hữu tình, tùy theo ý chúng sinh mà tuyên thuyết khai thị soi chiếu các của chúng sinh khiến họ được tỏ ngộ. Lúc đó Tôn giả Đại Ca Diếp đứng dậy để hở vai áo bên phải, quỳ chắp tay bạch. Bạch Thế Tôn, nếu chúng sinh muốn cầu được 10 trí lực, 4 vô sở ý của Phật, thì phải thọ trì và tu hành pháp gì? Thọ trì pháp gì để được tăng trưởng thành tựu đạo hạnh của Như Lai? Thọ trì pháp gì để được viên mãn công đức, chứng vô thượng chánh giác? Đức Phật bảo Đại Ca Diếp, lành thay, này Ca Diếp. Ông nay vì muốn làm an ổn, lợi ích cho thế gian, trời và người, nên mới có thể hỏi Phật việc như vậy. Ông lắng nghe kỹ và khéo suy nghĩ kỹ ghi nhớ, ta sẽ vì ông mà phân biệt nói rõ. Tôn giả Đại Ca Diếp và đại chúng vâng lời dạy lắng nghe. Đức Phật bảo Ca Diếp, này Đại Ca Diếp, nếu chúng sinh muốn cầu được trí lực vô sở ý của Phật, những chúng sinh này thật ra không có chút pháp gì để được, cũng không chỗ nương tựa để gieo căn lành. Này Đại Ca Diếp, lúc đầu Bồ Tát cầu vô thượng chánh giác, nếu có chỗ được là đều là chấp trước. Nếu chấp trước là chấp lấy hữu vi ngoài Phật Pháp, ngoài hữu vi chấp lấy vô vi. Như thế là đối với Phật Pháp sinh sự chấp trước mà cho là giải thoát. Lúc chấp lấy giải thoát thì nắm cứng lấy Phật
pháp, chẳng bỏ rời. Nên biết người như vậy chẳng gọi là hướng đến đạo vô thượng. Vì sao? Vì người này ở trong Phật pháp chấp có ngã mà chuyên cần tu tập. Đó là vì luôn tương ưng với ngã chấp mà không lìa bỏ được. Cũng chính là năng phân biệt sở và sở phân biệt. Do năng phân biệt và sở phân biệt đó mà bị nó làm hại. Khi đã bị nó làm hại thì rong ruổi chạy theo sự phân biệt. Nếu theo sự phân biệt để duyên cảnh thì có lưu chuyển. Đã có lưu chuyển thì có quán xuyến. Đã có quán xuyến thì có vọng tưởng. Có vọng tưởng thì có phân biệt. Do phân biệt càng thêm vọng tưởng. Đã thêm vọng tưởng thì nhiều chấp trước mà lìa xa tịch tỉnh. Đã lìa tịch tỉnh thì chạy theo cảnh duyên. Đã chạy theo cảnh duyên thì có rong ruổi loạn động. Để có rong ruổi loạn động thì có mất mát hư hoại. Thế nào là mất mát hư hoại? Đó là mất sự an ổn. Thế nào là an ổn? Đó là vô phân biệt. Đã mất sự an ổn thì thường vào cảnh duyên. Đã thường vào cảnh duyên thì hay phân biệt, thì hay thân cận. Đã thân cận thì có phiền não. Đã có phiền não thì có tương tục. Có thêm lớn tương tục, có cùng khắp tương tục. Do đây lời nói rất tất cuồng loạn, tất sai lầm, liền có ưu não, có hối hận. Đã có hối hận thì nương tựa vô minh mà bị ưu não làm tổn hại. Nhưng thật ra trong đây không có chút pháp gì có thể nương tựa được. Dù vậy, do từ vọng tưởng sinh lưu trú mà bị vọng tưởng ràng buộc, do sự ràng buộc này mà vọng tưởng tương tục. Do đây nên gọi là vọng tưởng ràng buộc không có chân thật. Tất cả chỗ tham sân si đều hư vọng, là thêm phân biệt, là phân biệt khắp, là thêm chấp trước, là chấp trước khắp, do đó không thể sớm được vô thượng bồ đề. Này Ca Diếp, như trên đây gọi là ái xứ. Thế nào gọi là ái xứ? Không có pháp nhất định, gọi đó là ái. Gọi là ái giả, gọi là ái xứ sở. Tuy nhiên có ái chỉ cho chấp trước quá bền chắc. Khi gọi là chấp trước quá bền chắc thì là hư không ái. Nếu hư không ái sinh chấp trước thì người đó sẽ sinh ái chấp trước. Là ngã ái chấp trước, là chúng sinh ái chấp trước, là thiện bất thiện ái chấp trước. Này Ca Diếp, người như vậy đối với tất cả pháp không mà phân biệt là chẳng phải không. Đối với chẳng phải vật mà tưởng là vật. Thế nào là vật? Vật nói đây chính là bồ đề. Nếu cho bồ đề là vật, người đó do ngã tưởng mà có hữu ngã tưởng, thì chẳng phải bồ tát. Sự chấp trong kia cũng là chẳng thể nắm bắt được. Đây gọi là ngã chấp không chân thật, chỉ có danh từ ngã mà thôi. Nếu có thể viên mãn hữu tình, thì viên mãn bồ đề. Thế nào là gọi là viên mãn bồ đề? Chính là như huyễn. Thế nào gọi là như huyễn? Như huyễn đây gọi là đại ngã, đại mạn. Nếu đem tưởng nương nơi tưởng thì khác nào chẳng phải tưởng nương nơi chẳng phải tưởng. Nếu đem chẳng phải tưởng nương với chẳng phải tưởng thì như cuồng như say. Nếu cuồng say là đem khổ chạy theo khổ. Nếu đem khổ chạy theo khổ thì chư Phật nói đó đều là kẻ ở trong vòng cuồng ngôn rảo chạy. Vì sao gọi là kẻ cuồng ngôn rảo chạy? Vì cả này nhiều tác ý. Đã nhiều tác ý thì có cống cao. Đã có cống cao thì có ngôn thuyết. Đã có ngôn thuyết thì càng thêm ngôn thuyết. Vì thêm nhiều ngôn thuyết nên Phật gọi là kẻ ngôn thuyết, kẻ giáo thọ, kẻ thọ trì. Do đây nên các pháp đều từ tác ý mà được sinh trưởng. Này Đại Ca Diếp, như trong hư không có mây nhóm dân mây, mây lành, mây này chẳng từ mười phương đến. Biết rõ mây nhóm như vậy chẳng phải từ mười phương. Đức Như Lai nói đúng sự thật, nói đúng nghĩa, nói đúng lý. Vì nói đúng lý chân thật nên Đức Như Lai gọi là đấng thật ngữ. Này Ca Diếp, nói mây nhóm chính là chẳng phải nhóm mà gọi là mây nhóm. Do đâu gọi là mây nhóm? Vì mây kia mỗi loại đều kết thành tướng trạng riêng biệt. Thế nào gọi là mỗi loại kết đều có thành tướng trạng riêng biệt? Các loại tướng trạng ấy đều do sự mê lầm, thấy là rộng lớn. Thật ra trong đó không có tướng nhỏ, tướng lớn thật. Ông nhìn xem mây nhóm thành tướng rộng lớn kia,
chính là chẳng phải tướng. Đá chẳng phải tướng thì chẳng thật có mây nhóm. Này Đại Ca Diếp, như có kẻ bảo người khác rằng, nên cùng nhau qua chỗ râm mát mà ngồi. Người trí bảo, tôi chẳng qua ngồi. Kẻ kia nói, nay tôi chẳng nói như vậy, tôi chỉ nói là bóng râm mát. Người trí lại bảo, anh nói râm mát chính là nơi đó chẳng phải râm mát. Này Đại Ca Diếp, ông xem người trí kia thuận theo thế tục mà còn có thể tỏ ngộ như vậy. Này Đại Ca Diếp, Đức Như Lai đúng như thật biết rõ lý tánh chân thật của các pháp, rồi ở trong đại chúng tự tại tuyên thuyết. Này Đại Ca Diếp, Đức Như Lai thích ở trong pháp tùy thuận mà trụ nơi chẳng tùy thuận, nơi ngã chấp của chúng sinh. Ở Như Lai là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì nay Đức Như Lai đã biết rõ ngã chấp kia, biết rõ sự chấp của chúng sinh là chẳng phải chấp. Đây là lời bí mật tối thắng của Đức Phật. Hoặc có kẻ ngu say lòng ngang trái tranh cãi với Đức Như Lai. Do đây Phật nói thế gian tranh cãi với Phật. Phật chẳng bao giờ tranh cãi với thế gian. Thế nào là thế gian? Chính là chúng sinh. Tại sao chúng sinh gọi là thế gian? Đức Như Lai biết rõ thế gian như vậy nên gọi chúng sinh là thế gian. Như kẻ ngu kia, chỗ hiểu biết sai lầm, bị sự biết sai này làm tổn hại, những cái này thường tin và ở mãi trong thế gian, theo mãi nơi thế tục, đây gọi là vô minh. Vì sao? Vì họ ở trong sự tối tâm lớn nên gọi là ở thế gian. Nếu ở thế gian thì có tham, nếu đã có tham thì có sân, nếu đã có sân thì có si, nếu đã có si thì là bất tịnh, đã bất tịnh thì trái ngược. Trái ngược với ai? Trái với Như Lai và hàng thanh văn. Đã trái ngược thì chống trả, đã chống trả thì thêm trái ngược, thêm trái ngược thì thích hữu lậu, đã thích hữu lậu thì tâm mong cầu, đã mong cầu hữu lậu thì mong cầu khắp, đã mong cầu khắp thì chẳng biết đủ, đã chẳng biết đủ thì nhiều gây tạo, đã nhiều gây tạo thì nhiều tham dục, đã nhiều tham dục thì kẻ đó chìm ngập trong ba cõi, đã tự chìm ngập trong ba cõi thì làm cho người khác cũng chìm ngập, đã làm người khác chìm ngập thì họ theo dòng và cũng trôi theo dòng. Nếu theo dòng và trôi theo dòng thì thẳng đến chỗ chết. Nếu thẳng đến chỗ chết thì chẳng đến được Niết Bàn. Đã chẳng đến Niết Bàn thì đến chỗ lỗi quấy. Đã đến chỗ lỗi quấy thì chẳng đến địa ngục. Này Đại Ca Diếp, do tương ưng với pháp chẳng lành như vậy nên tâm trở thành giận hờn, độc hại và chẳng biết che đậy. Chẳng che đậy, đây là nói chẳng quán ngã chấp. Vì chẳng quán ngã, vì chẳng quán sát, nên chấp là một hợp tướng. Do đây không thể tiêu diệt được ngã và ngã sở. Thế nào gọi là ngã chấp? Vì chấp trước chẳng đúng thật. Ở nơi các thứ vọng tưởng tạo nên những nghiệp thế gian. Nơi đây họ chấp ngã tướng cho là ngã. Thế nào là ngã sở? Chính do tham dục gọi là ngã sở. Do các cảnh dục hòa hợp với thân mà có tâm tham. Để có tâm tham thì hư hoại giới tụ. Do đây sinh tâm chẳng lành đối với sở hữu của người khác. Do giận hờn mà khinh khi hủy bán lẫn nhau. Thâu lấy tài vật làm sở hữu của mình. Rồi ôm ấp giữ gìn. Chính đây gọi là ngã sở. Người có ngã sở thì có lưu chuyển, đã có lưu chuyển thì có mê lầm, đã có mê lầm thì có phỉ báng, đã có phỉ báng thì có giận hờn, đã có giận hờn thì có giết hại, đã có hại nhau thì bị sự hại này đốt cháy, đã bị đốt cháy thì có khắp đốt cháy. Những lỗi trên đây đều do lòng tham dục nơi sở hữu, như nam, nữ tướng, mạng tướng nên gọi là ngã sở. Do những nghĩa trên đây nên nói ngã sở thì đã là mắng nhiếc thân mình. Tất cả kẻ ngu đều lấy chấp ngã làm pháp của mình, cho nên gọi đó là ngã sở. Này Đại Ca Diếp, nếu có chúng sinh chẳng nghe pháp này mà nói Bồ Đề và Bồ Tát hạnh tức là phi hạnh, nên biết Bồ Tát hạnh thật không có chỗ thực hành mới chính là Bồ Tát hạnh. Này Đại Ca Diếp,
Nếu Bồ Tát công hạnh viên mãn, không kém, không thiếu, thanh tịnh, rất thanh tịnh, khắp thanh tịnh, thì có thể tuyên thuyết đại pháp này, gọi là bậc có thế lực, bậc dũng mãnh tinh tấn. Chỗ thuyết pháp của Bồ Tát này đồng với hư không, chẳng chứa động, chẳng trệ ngại. Người làm đúng lý, người có công đức, người khéo tu hành, trọn chẳng bao giờ làm điều phi lý, không công đức, chẳng tu hành. Các ông phải thọ trì pháp này. Ở trong pháp này chớ sinh lòng chấp trước. Vì sao? Vì pháp của Như Lai nói là đệ nhất, vì là bậc căn tánh tối thượng thưa hỏi. Nên ta đem thắng pháp mà giải thuyết. Thế nào là thắng pháp? Chính là không pháp chấp. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát như vậy hộ trì đầy đủ tịnh giới ban đầu, tâm chẳng cống cao, chẳng tạo nghiệp vô gián, chẳng phạm tỳ kheo đi, chẳng gần gũi thế tục, không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, không nói dối, không nói lời thêu dệt, không nói hai lưỡi, không nói lời ác, và lìa bỏ tham dục sân hận tà kiến. Bồ Tát này chẳng tự não hại, cũng chẳng não hại người khác, chẳng chung cùng với cảnh dục, cũng chẳng thọ dục, chẳng bài bạc, cũng chẳng bảo người. Bồ Tát này trọn chẳng gần gũi kẻ hai căn, chẳng đến nhà dâm nữ, đàn bà quá, chỗ có người nữ, chẳng gần gũi vợ người, cũng chẳng gần gũi kẻ lưới chim bắt cá, kẻ săn bắn và chiên đà la, chẳng đấu tranh và chẳng nắm tay người uống rượu. Bồ Tát lìa xa những việc trên đây như tránh chó điên cùng kẻ sát nhân. Do có lòng từ nên đối với tất cả chỗ xa lìa trên, Bồ Tát không bao giờ sinh một niệm ác. Có 20 chỗ Bồ Tát phải xa lìa. 20 chỗ đó là gì? Một, đó là Bồ Tát xa lìa người nữ, cũng chẳng cùng họ đùa cợt nói thô nói tục, chẳng cùng họ luận bàn cãi cọ. Hai, đối với cha mẹ và tam bảo, Bồ Tát tránh lỗi chẳng cung kính. Ba, chẳng thuyết pháp cho nhóm người nữ dưới số 20, trừ khi có người nam. Bốn, hoàn toàn chẳng đến hội thuyết pháp của chúng tỳ kheo ni, cũng chẳng nên thăm hỏi các tỳ kheo ni. Năm, chẳng viết thư từ cho người nữ. Sáu, nếu vì người khác đem thư cho người nữ thì phải giao cho người chồng, chớ trao cho vợ. Bảy, thân tộc có mời riêng đều chẳng nhận, không luận lúc nào. Tám, chẳng bao giờ có dục tâm ở trước người nữ dầu trong giây lát. Chín, lại cũng chẳng nên rời chỗ ở của mình, đến chỗ khuất chuyện vãng với người nữ. 10. Chẳng cùng tỳ kheo ni đi chung đường. 11. Chẳng lãnh y phục của tỳ kheo ni bố thí, trừ lúc vì bốn chúng thuyết pháp. 12. Lúc được thí y, nên có quan niệm như mặt đất hứng chịu đồ vật, rồi sau đó sẽ lãnh lấy y phục. Chẳng nên nhìn riêng mặt của người bố thí. 13. Nếu nghe có tỳ kheo ni khuyên người thí y phục, thì chẳng nên nhận. 14. Nếu tỳ kheo ni mời ăn uống, dù có bệnh cũng chẳng nhận, huống là lúc không bệnh. 15. Nếu có đàn bà quá đến mời ăn, tăng số chẳng đủ thì cũng chẳng thọ. 16. Cũng chẳng nên vào trong chúng tỳ kheo ni. 17. Chẳng nên kêu tỳ kheo ni đến. 18. Nếu tỳ kheo ni đến kêu Bồ Tát, thì phải vòng tay trước quay, vòng tay ngước đầu quay lưng lại bỏ đi. 19. Lúc Bồ Tát thuyết pháp, nếu có tỳ kheo ni đến đảnh lễ dưới chân, thì chớ động chân, mắt nên nhìn ngang hai bàn tay. 20. Bồ Tát chẳng nên chỉ nơi thân tu tập tinh tấn, mà tâm cũng phải siêng cần chánh niệm. Đối với tất cả cảnh duyên, chớ sinh lòng tham sân, nên phát thệ nguyện vững chắc để cầu nhất thiết chủng trí. Khi được nghe pháp này rồi, phải có lòng tin và siêng tu học. Này Đại Ca Diếp, nếu có thiện nam hay thiện nữ muốn hướng đến Bồ Tát Thừa, vừa nghe được pháp này, nếu không có lòng tin thiết thực sâu chắc, thì hoàn toàn chẳng thể được vô thượng chánh giác. Vì sao? Vì do tu học mới chứng được quả Bồ Đề, chẳng phải không tu học mà có thể chứng được. Nếu không tu tập mà chứng được
Bồ Đề. Thì những loại mèo, thỏ lẽ ra cũng được chứng. Tại sao? Phải có chánh hạnh mới chứng được Bồ Đề. Nếu không chánh hạnh mà vẫn được Bồ Đề, thì ngôn thuyết tiếng tâm lẽ ra cũng chứng được Bồ Đề. Ngôn thuyết ấy như vậy, ta sẽ là Phật, ta sẽ là Phật. Do lời nói ấy vô biên chúng sinh sẽ thành chánh giác. Này Ca Diếp, chúng sinh nào tu học được hạnh này thì đáng gọi là hy hữu. Bởi vì chuyên chú nhất tâm trong một ngày đêm còn không thể được, huống là suốt một kiếp cho đến ngàn kiếp. Vì thế Đức Như Lai xuất hiện ra đời là việc rất khó. Giả sử tất cả chúng sinh trong đại thiên thế giới đồng vì một chúng sinh trải qua trăm ngàn kiếp mà bảo rằng ngươi nên làm Phật, ngươi phải làm Phật, rồi đồng vây quanh lên tiếng sướng rằng sẽ được thành Phật, sẽ được thành Phật. Bảo và sướng luôn như vậy, không xen hở, vẫn không thể nên được tâm Bồ Đề ban đầu, huống là có thể chứng quả vị giác ngộ. Trong thời kỳ mạt pháp, sau khi ta diệt độ, các ông cũng đã nhập Niết Bàn. Chư thiên lại chẳng tin, chẳng hỗ trợ. Lúc đó có nhiều chúng sinh nghe công đức của Phật mà phát tâm Bồ Đề, hoặc có hàng tỳ kheo, dù đã phát tâm Bồ Đề, nhưng vẫn phạm 20 lỗi trên. Này Đại Ca Diếp, như hiện nay hàng đa văn tỳ kheo ở chỗ tịch tỉnh hoặc ở xóm làng siêng tu chánh pháp, thì đời mạt pháp sau này các tỳ kheo ở chỗ tịch tỉnh hoặc ở xóm làng trái lại phạm lỗi cùng các tỳ kheo ni hội họp luận bàn vấn đáp nghĩa lý. Các tỳ kheo và tỳ kheo ni này phần nhiều sinh nhiễm tâm, ít có người sinh pháp tâm. Này Đại Ca Diếp, ông quan sát hạng người đó được tên Bồ Tát mà sa vào chỗ rất nguy hiểm, dịch thẳng đến ác thú. Trong thời kỳ mà pháp đó, ban đầu họ vì pháp duyên mà gần gũi nhau, do thường thấy nhau nên lửa dục nhen nhóm trong lòng, động nơi môi miệng để nêu bày niệm dục. Ban đầu họ gần nhau như đệ tử cung kính A Xà Lê. Từ đó về sau họ lại sai người hỏi han thăm viếng. Rồi lần lần hẹn gặp nhau ngoài đường, ngoài ngõ. Kế đến trong chùa đứng xa liếc ngó nhau. Trong lúc ra vào họ hỏi thăm nhau, kết làm anh em chị em. Vì họ thường gặp nhau nên sinh nhiễm tâm. Đã có nhiễm tâm nên cùng nhau làm sự ô uế. Đã làm sự ô uế nên cùng nên dùng danh từ chẳng phải phạm hạnh để kêu gọi nhau. Do đây họ thoái thất tâm Bồ Đề, mất quả lành, xa Niết Bàn, bỏ Phật, trái Pháp, chán tăng. Những người này ở chỗ khuất sinh những niệm tưởng tham dục sân hận não hại. Những người này không có thắng nghiệp của Bồ Tát và bốn hạnh thanh tịnh. Như hiện nay, các Bồ Tát chuyên cần tu phạm hạnh, trái lại đời mạt pháp sau này phần nhiều sinh lòng tham dục sân khỏe não hại, trụ trong chủng loại ác hạnh, tặc hạnh, kiêu hạnh. Này Đại Ca Diếp, ông quan sát đời vị lai, những người phá hủy cấm giới, nghe kinh này liền sinh lòng phỉ báng. Nếu có người đã trụ nơi giới để hành bố thí, xin hoan hỷ phát tâm Bồ Đề, lúc sau nghe kinh này trở lại sinh lòng hủy báng. Này Đại Ca Diếp, ông quan sát tướng mạo đó ở đời vị lai và nhớ thật kỹ. Nếu có người nghe kinh này mà sinh lòng hủy báng, có người trí ở trong chúng tu hành tịnh giới, thọ trì chánh pháp, biết tỳ kheo ấy chẳng thực hành đúng pháp như trong kinh này đã nói, phải liền lánh xa, vì hạng tỳ kheo này không có lòng bến ưa và kính trọng chánh pháp. Kinh Đại Bảo Tích quyển 2, Hán dịch đời Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Chí, Pháp Hội 1, Ba Luật Nghi phần 2. Này Đại Ca Diếp, đời mạt pháp sau này có người dối bày tu hạnh Bồ Tát, sống phóng dật mà tự khoe khoang rằng hơn bậc độc giác và A-la-hán. Những người này phi pháp phi lý, không thể chữa trị được, họ sẽ đọa ác thú. Này Đại Ca Diếp, đời mạt pháp sau này có người thực hành tà nghiệp, vì thuyết pháp mà đi khắp nơi, họ chỉ thực hành những hạnh gần giống với sáu pháp Ba La Mật Đa. Nếu có người đúng như thật giảng nói kinh này, thì bị họ ganh ghét bỏ rơi. Đối với kinh này, họ sinh tà kiến hủy bán. Những người ngu si này chẳng rõ biết
kinh này mà quả trách phá giới. Lại nữa, họ đã chẳng giữ gìn lời nói mà còn chẳng giữ gìn ba nghiệp của mình. Này Đại Ca Diếp, đời mạt pháp sau này đều bị tặc hạnh làm ô uế, nên những người ngu si đây chẳng suy nghĩ lỗi quấy của mình, có thể phá hoại vô thượng bồ đề. Do ôm ấp tội lỗi nên họ thẹn mà hủy bán quả vị giác ngộ của Đức mà Đức Thế Tôn đã chứng. Này Đại Ca Diếp, đời vị lai sau này nhiều tỳ kheo chẳng tùy thuận tăng chúng, chẳng biết báo ân mà thực hành khai phát. Thế nào là khai phát? Đó là khai phát trên người bằng những lời như Như Lai nói điều này, thường dùng lời khôn khéo dối gạt mọi người để được cúng dường. Họ chẳng giữ gìn lời nói, chê trách giới biệt giải thoát của Như Lai, chẳng nhiếp oai nghi ở chỗ bất tịnh, rồi vì những người ở chỗ bất tịnh mà giảng nói những pháp môn. Này Đại Ca Diếp, ta quan sát vào thời kỳ đó, những pháp môn sai quấy có đến số 500. Những người chẳng tu hành sẽ thường tùy thuận theo. Do đây, 500 phiền não của họ không một chút giảm bớt. Những việc làm của họ không khác người thế tục. Lần lần hàng phụ nữ có nhiều người bỏ chồng vào chùa để nghe pháp. Các tỳ kheo vì họ mà giảng nói pháp tương tự Niết Bàn. Thời kỳ đó có những sự rất đáng sợ như vậy, mà họ lại ở trong đó mong cầu được lợi ích. Vì những cớ trên đây nên người cầu đạo Bồ Đề chẳng nên gần gũi các tỳ kheo ni, cũng chẳng nên làm những hành như vậy, phải tránh tất cả sự giao du, bỏ các lợi dưỡng mà đi khất thực, bỏ y phục ưa thích mà mặc y phấn tảo, bỏ tất cả lầu đài, phòng, nhà, giường, nệm, chăn gối mà ở bên khe suối, trong hang hốc, dưới bóng cây, xa y sĩ thuốc men mà dùng thuốc cũ mốc. Rồi biết tất cả chúng sinh là thân thuộc đời trước của mình, nên thực hành tâm đại từ bi. Thường phải cam chịu sự đánh đập mắng nhiếc, không bao giờ đánh đập mắng nhiếc người khác. Tránh xa tất cả nhà quyến thuộc, nhà thí chủ thân hữu, phải tùy thuận trí hành xuất gia, chẳng nên đồng với người thế tục. Thường phải tùy thuận phụng trì giáo pháp Ba La Đề Mộc Xoa. Này Đại Ca Diếp, trong thế gian nếu có người sinh quan niệm trái với giới biệt giải thoát, thì chính là móng lòng trái với trí lực vô sở ý của Phật. Đã sinh lòng trái với trí lực vô sở ý là sinh lòng trái với chư Phật ba đời. Do đây đời vị lai, họ sẽ mang lấy quả báo khổ sở vô lượng. Khổ báo của họ trăm ngàn muôn ức lần cho đến Upanishada lần hơn sự đau khổ của tất cả chúng sinh của tam thiên đại thiên thế giới ở địa ngục. Nếu muốn khỏi sự khổ não như vậy, thì phải tránh xa những hạng tỳ kheo ác hành ấy. Giả sử đã cách xa họ ngàn do tuần, cũng còn phải tránh xa thêm, huống là gần họ. Nếu nghe tên của họ còn phải quên bỏ, huống là thấy mặt nghe tiếng mà chẳng tránh xa. Do vậy phải nên quen gần một pháp. Thế nào là một pháp? Chính là tất cả pháp đều không chỗ có. Nếu được trí nhẫn các pháp không chỗ có, thì chẳng cần gần gũi, tôn thờ, cúng dường những tỳ kheo ác như vậy. Lại phải thân cận hai pháp. Thế nào là hai pháp? Một là cầu ngộ chứng các pháp vốn không có chỗ, không chỗ có. Hai là cầu ngộ chứng pháp tánh, nhưng cũng chẳng nên sinh tâm mong cầu. Phải cầu thế nào? Như chỗ mong cầu đều chẳng thể nắm bắt được. Trong cái chẳng thể nắm bắt, chẳng nên sinh tâm chẳng thể nắm bắt, như là chẳng sinh tà kiến. Được như vậy thì lìa được tất cả tâm trong ba cõi mà thuận Bồ Đề hạnh, lìa được tất cả tâm hữu tướng mà thuận Bồ Tát hạnh. Chính những điều đã nói trước kia là Bồ Tát hạnh. Do đây nên khi được nghe pháp này rồi, cần phải xa lìa tà hạnh. Được như vậy thì sẽ được gần gũi phụng thờ Đức Phật Di Lặc Vị Lai. Người này tâm chẳng cống cao, cũng chẳng ti liệt, tự thấy sung sướng an vui được ra khỏi lưới ma và ác đạo. Này Đại Ca Diếp, đời sau nếu có người nghe kinh điển này mà chẳng sợ hãi và chẳng thấy thân mình tùy thuận theo những điều đã dạy trong đó, là có thể phát tâm thọ trì. Phật thấy rõ người này quyết định sẽ hộ trì chánh pháp. Này Đại Ca Diếp,
Như ông trưởng giả giàu có lớn, con trai ông thấy những đồ vật trong nhà, cho đến chậu đựng nước đều nghĩ là của mình, của cha mình. Về sau khi trưởng giả chết, tài sản hư hao, con trai ông tình cờ thấy chậu đựng nước, liền nhớ là vật của cha mình mà lấy cất hoặc đem theo. Này Đại Ca Diếp, đời sau này các tỳ kheo cũng như vậy, họ được nghe kinh này, liền nghĩ rằng đây là những lời từ phạm âm nhu nhuyến vi diệu của Đức Như Lai nói ra, là có tỳ kheo nghe xong liền phỉ báng. Tỳ kheo trì pháp đính chính với hàng tỳ kheo hủy báng rằng, kinh này quả thật là của Đức Như Lai nói. Tỳ kheo trì pháp này, chút ít yếu thế nên đem kinh điển này cất giữ ngày đêm, và bị nhiều người phỉ báng. Này Đại Ca Diếp, hạng tỳ kheo trì pháp đời sau này, ta thấy và biết rõ, ta đem họ giao phó cho Phật Di Lặc, và sẽ là những người bảo vệ chánh pháp của Như Lai trong thời kỳ cuối cùng, sau đó sẽ là bậc đại thí chủ vô ngại. Này Đại Ca Diếp, nếu người nào được nghe pháp này, tùy theo trí tuệ của mình mà tu hành, làm cho chúng sinh có chánh kiến và chánh tính, thì đời vị lai được gặp Phật Di Lặc trong pháp hội ban đầu đầy đủ phạm hạnh, và cũng sẽ bảo vệ chánh pháp trong thời kỳ cuối cùng. Này Đại Ca Diếp, ta quan sát khắp tất cả, không có người nào không gần gũi ta mà chẳng hủy báng, và sau khi nghe kinh điển này, lại thọ trì đọc tụng trong thời kỳ 50 năm ở đời sau này là điều không thể có được. Trong thời kỳ đó, nếu người nào được gặp thân ta và kính thờ cúng dường, trong 50 năm ở đời sau này sẽ thọ trì đọc tụng được kinh điển đây. Những người này chẳng đợi ta tán thán công đức, họ sẽ tự thành tựu nhất thiết chủng trí. Lúc đó những người này sẽ nhớ đến ta, lòng họ vui mừng tự nói, rất lạ kỳ, rất hy hữu, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khéo nhiếp thọ, hộ niệm chúng tôi. Này Đại Ca Diếp, vì lẽ trên đây, các ông và mọi người phải học pháp này. Người học pháp này thời sự chứng được tất cả công đức, theo chỗ nguyện cầu đều không khó đối với họ. Đại Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, việc làm của con đã trọn, đã xong, không còn cầu mong gì khác. Đối với pháp này, con thoái thất đạo vô thượng Bồ Đề, con rất biết đủ, trọn không thể thành nhất thiết chủng trí. Bạch Thế Tôn, vô thượng Bồ Đề là sự quá hy hữu, hàng thanh văn chúng con khó chứng được. Phật bảo Đại Ca Diếp, ta chẳng phải vì ông mà nói pháp này, nhưng nay do ông hỏi nên ta vì người khác mà giảng nói. Đối với pháp này, ông chớ sinh lòng nghi, các ông cũng sẽ sớm chứng được vô thượng Bồ Đề. Này Đại Ca Diếp, nếu có chúng sinh khao khát pháp này, mong cầu pháp này, lần lần đều sẽ chứng vô thượng Bồ Đề. Khi đã chứng được liền vì dứt tất cả tâm mong cầu, nên tuyên nói chánh pháp cho chúng sinh. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát phải thành tựu bốn pháp và phát tâm tinh tấn. Những gì là bốn pháp? Tinh tấn như thế nào? Nghĩa là chẳng cầu sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà cầu pháp vô lậu. Chính là không địa, thủy, hỏa, phong, giới, chẳng nói địa, thủy, hỏa, phong, giới. Bao nhiêu ngôn thuyết đều gọi là phương tiện biểu thị. Những pháp biểu thị này đều chẳng phải có thật. Bồ Tát chẳng nên cho pháp biểu thị là chân thật. Đại Ca Diếp bạch Phật, bạch Thế Tôn, đối với Như Lai chúng con thật sự không nghi ngờ. Nếu có người hỏi rằng pháp biểu thị này thì đây, nếu chẳng phải chân thật, thì âm thanh ngôn thuyết biểu thị của Phật cũng là hư vọng ư? Bạch Thế Tôn, nếu có người hỏi như vậy thì phải đáp thế nào? Đức Phật dạy, này Đại Ca Diếp, đời vị lai có hàng tỳ kheo chẳng tu thân, giới, tâm và tuệ, nhiều sân hận, lời nói thô sẵn, không thể thọ trì đọc tụng kinh điển này. Vì sao? Vì họ ở nơi sắc thọ tưởng hành thức mà sinh tâm. Hàng tỳ kheo ấy trụ trong pháp biểu thị kinh điển này mà như trụ trong sắc thọ tưởng hành thức. Lại có một hàng tỳ kheo trụ nơi pháp tại gia, không cầu mâu thắng nghĩa.
như người mù lòa lấy tràng hoa bằng vàng đội lên đầu để trang sức mà họ chẳng tự thấy được. Đời sau này, hai tỳ kheo này cũng như vậy. Họ nghe kinh điển đây còn chẳng thọ trì được văn tự ngôn thuyết, huống là có thể tu và chứng nhập thắng nghĩa. Như bọn trẻ thơ bị người lớn ra la rầy quả mắng, lúc sau nghe đến tên người lớn, bọn trẻ thơ này đều sợ hãi. Hai tỳ kheo sau này cũng như vậy, nghe trong kinh này cứ theo sự thật mà nói những điều lỗi lầm, họ đã chẳng ăn năn mà trở lại sợ hãi đối với kinh này. Như cột con ảnh ương nơi tay khỉ, mà con khỉ này chẳng quay mặt ngó đến. Hai tỳ kheo đời sau này cũng như vậy, họ nghe kinh điển đây liền chống trái, chẳng đoái hoài đến, cũng chẳng chịu đứng ở trước. Như chuồn cáo bị chó đuổi chạy đến gò má, vào hang sâu, xuống hầm sâu. Hai tỳ kheo đời sau này cũng như vậy, họ nghe kinh điển đây bèn trốn tránh. Trên đây nói chuồn cáo chạy là nói phạm giới cấm, rồi hủy bán kinh này. Họ đã nghe kinh này mà bỏ đạo về nhà, chạy theo cảnh dục, theo phụ nữ, theo đấu tranh, theo y thuật, theo sự đoán, rồi ở trong đó phạm nhiều cấm giới. Ta nói những người này như chuồn chạy vào gò mã. Những người này sau khi chết đọa ác đạo như chuồn chui xuống hang. Những người này sẽ xa địa ngục như chuồn rớt xuống hầm sâu. Những người này trọn nên phép tắc của chuồn cáo, không thể ngộ nhập kinh điển này, chỉ có thể hủy bán và ca ngợi những lỗi lầm. Sau khi chết họ sẽ đọa đại địa ngục. Này Đại Ca Diếp, như có người hỏi, nếu phương pháp biểu thị không phải chân thật thì ngôn thuyết của Như Lai cũng chẳng chân thật. Còn nếu pháp biểu thị của Phật là chân thật thì các pháp biểu thị cũng phải đều chân thật. Người trí nên gạn lại họ rằng, này Đại Đức, chấp lấy sự gì? Là chấp lấy không hay chấp lấy pháp biểu thị? Nếu họ nói là họ chấp lấy pháp biểu thị, thì nên bảo họ rằng, Đại Đức là Phật. Vì sao? Vì Đại Đức có ngôn thuyết biểu thị pháp. Nếu họ nói là họ chấp lấy không, thì nên bảo họ chỉ rõ chấp lấy những gì, những không gì. Vì sao? Vì không thể lời nói gọi là không. Nếu họ chấp lấy biểu thị cho là không, hoặc nơi ngã, ngã sở, chúng sinh, thọ giả, chẳng phải không mà chấp là không, thì hỏi họ có thích tất cả pháp không chăng? Nếu họ nói là chẳng thích, thì nên bảo họ rằng từ lâu ông đã quên mất bổn phận Sa Môn Thích Tử. Vì sao? Vì Đức Phật dạy tất cả là không, là vô ngã. Đức Phật chẳng nói có ngã, chúng sinh, thọ giả, hữu tình. Nếu họ nói rằng họ thích tất cả pháp không, thì nên bảo họ rằng lòng họ còn thích tất cả pháp không, huống là Đức Như Lai ứng cúng chánh đẳng giác. Lại nữa này Tôn giả, nhãn là Như Lai hay nhĩ tỷ thiệt thân ý là Như Lai? Nếu họ nói rằng nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý là Như Lai, thì nên bảo họ rằng nay người cũng là Như Lai. Nếu họ nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý chẳng phải Như Lai, thì nên bảo họ rằng nhân giả, người nói nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý biểu thị chẳng phải Như Lai. Thế thì chẳng phải biểu thị chính là Như Lai vậy. Để nào tôi chẳng hiểu chỗ này sao? Nếu họ nói nhãn nhĩ chẳng phải Như Lai, cũng chẳng phải rời nhãn nhĩ có Như Lai, thế nên bảo họ rằng Đức Như Lai nói 12 xứ nhãn nhĩ cho đến sắc thanh, cho đến đây chính là chúng sinh và là danh tự chúng sinh. Này nhân giả, cho nhãn là Như Lai hay chẳng phải là Như Lai, cho đến pháp là Như Lai hay chẳng phải là Như Lai. Nếu họ nói nhãn chẳng phải là Như Lai, cho đến ý chẳng phải là Như Lai, thì nên bảo họ rằng
Cứ như lời nhân giả thì Như Lai cũng chính là pháp và phi pháp vậy. Nếu họ lại nói sắc chẳng phải là Như Lai, cho đến pháp chẳng phải là Như Lai, thì nên bảo họ rằng nếu như vậy thì có lẽ cho phi pháp là Như Lai chăng? Nếu họ nói rằng, nếu họ nói cho rằng phi pháp là Như Lai, thì nên bảo họ rằng nếu như vậy thì những chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, chẳng kính trọng bậc sa môn, bà la môn và sư trưởng, những kẻ sát sinh, trộm cướp cho đến tà kiến, lẽ ra là Như Lai cả. Nếu họ nói chẳng phải phi pháp là Như Lai, nên bảo họ rằng nếu chẳng phải phi pháp là Như Lai, thì không có biểu thị nhân giả cho rằng cái không thể biểu thị là Như Lai ư. Này Đại Ca Diếp, nên vấn đáp như vậy để chiết phục kẻ ngu si. Ta không thấy trong loài người hay cõi trời có ai đối luận được với những người nói đúng pháp như vậy, chỉ trừ hạng ngu si, sân hận không nhận lấy pháp đúng thật. Dù có vì họ mà khai thị, họ vẫn không có lòng tin, họ chê bai pháp không mà bỏ đi. Này Đại Ca Diếp, các ông phải thọ trì kinh này. Đời vị lai sau này có các tỳ kheo thọ trì kinh điển đây sẽ có ba danh từ để biểu thị, chính là nói đoạn diệt, không vật, không quẩn và không cung kính. Kinh điển này sẽ bị họ hủy bán. Các ông xem vào thời kỳ đó, họ chẳng kính Phật, chẳng kính pháp. Họ chỉ theo danh từ biểu thị. Họ luôn mang danh từ là tăng mà không có thật đức. Dù họ xưng niệm danh hiệu của Phật, có người khai thị, họ cũng chẳng hiểu được. Như thế thì làm sao phụng trì Như Lai được? Dù họ thuyết pháp mà họ chẳng biết được ý thú của Như Lai, như thế thì làm sao được gọi là thuyết pháp giới? Cả bốn đôi tám chúng thanh văn đệ tử Phật chỉ biết danh từ kia mà chẳng biết thật nghĩa đối với công đức kia. Họ vì bốn sự cúng dường mà hủy bán chánh pháp. Các Bồ Tát phải tinh tấn thọ trì, đọc tụng kinh điển này, hết lòng mến ưa tôn trọng, đã làm người bảo hộ thành trì chánh pháp sau này. Này Đại Ca Diếp, ta nhớ tuổi quá khứ, cả 91 kiếp, thời kỳ không có chánh pháp, kinh điển này không có lưu hành. Ta lại nhớ tuổi quá khứ có Đức Phật hưu tức nhiệt não, trụ thế 84.000 kiếp giáo hóa Bồ Tát, lại ít chúng sinh. Ta lại nhớ thuộc quá khứ có đức vô biên lực Như Lai, trụ thế 20 kiếp, 20 ức kiếp, thực hành Bồ Tát Đạo 20 ức kiếp, rồi sau mới chứng vô thượng Bồ Đề. Này Đại Ca Diếp, ông xem chư Phật tu tập biết bao nhiêu là công hạnh khó làm để lợi ích cho chúng sinh. Này Đại Ca Diếp, đời trực ác mạt thế này, chúng ta không nên khinh tiện thân mình. Vì sao? Vì trong đời trược ác, cho đến có một người có thể với ta mà tin hiểu pháp này, thì rất là hy hữu. Tất cả chúng sinh không làm tổn hại ta cũng là hy hữu. Vì sao? Vì pháp này là pháp lành của bậc trượng phu, nghĩa là đối với các hành pháp mà không chấp lấy hành pháp, đây là khó hiểu, khó biết. Nếu thấy có ngã kiến, chúng sinh kiến, thọ giả kiến, hữu tình kiến, nếu y theo các uẩn khởi thấy là có giới, có đa văn, có Phật, có pháp, có niết bàn, nếu chấp có niết bàn thì Phật gọi đó là tà kiến. Vì sao? Vì chính Đức Phật đối với niết bàn vẫn không phân biệt và không có chỗ đắc. Do đây nếu có phân biệt cùng có chỗ đắc đối với niết bàn, Đức Phật đều gọi là tà kiến. Đã là tà kiến thì gọi là vô trí. Đã là vô trí thì tổn hại. Đã là tổn hại thì gọi là ngu phu. Đã là ngu phu thì không ưa thích Đại Bồ Đề. Và cũng xa lìa thắng đạo cho đến xa lìa quả báo cõi trời. Này Đại Ca Diếp, đời vị lai sẽ có các tỳ kheo vì già yếu mà trang nghiêm y phục. Dù họ cạo bỏ râu tóc mà hủy hoại oai nghi, không có oai quan hướng đến tà pháp, do ý tội che chướng,
nên hoặc đối diện oai nghi, hoặc dối hiện oai nghi, hoặc giới hiện tu trì phạm hạnh, hoặc tự xưng không ai bằng ta. Họ dùng ba điều trên để tỏ rằng họ đã có chứng đắc. Họ sa vào lỗi tăng thượng mạn. Lúc lâm chung họ nghĩ gẫm những lỗi mà họ đã phạm. Tự biết giải đãi không siêng tu hành. Lòng họ ăn năn đau khổ. Sau khi chết họ phải đọa địa ngục. Này Đại Ca Diếp, nay ta tuyên bố rõ ràng với các ông. Phật là chân thiện tri thức của các ông, luôn thương mến muốn làm lợi ích cho các ông, không để các ông sau này phải chịu khổ nơi ba ác đạo. Này Đại Ca Diếp, Đức Phật không bao giờ cho những kẻ chấp lấy ngã kiến, chúng sinh kiến, thọ mạng kiến, hữu tình kiến được xuất gia trong chánh pháp của Đức Phật. Đức Phật đã không cho mà vẫn cố xuất gia thì đều là kẻ giặc ăn nhờ tánh thí và cũng không thành được tỳ kheo chân thật. Này Đại Ca Diếp, thề tuyệt thực chứ không nên đã được xuất gia trong chánh pháp ăn nhờ tánh thí mà chấp lấy ngã chúng sinh thọ mạng hữu tình cho đến chấp lấy niết bàn. Do đây các Bồ Tát phải phát tâm tinh tấn, chẳng nên có kiến chấp ngã chúng sinh thọ giả hữu tình cùng chấp lấy niết bàn, phải thuyết pháp để dứt trừ tất cả kiến chấp. Này Đại Ca Diếp, kinh điển này nay ta giao phó cho các Bồ Tát. Vì sao? Vì ý chí của các Bồ Tát đồng với Phật, là bạn lữ của Phật, có thể lãnh hội được sự giao phó của Đức Phật. Lúc đó Đức Phật nói kệ rằng, chúng sinh bị khổ bức, không có ai cứu hộ, chỉ trừ đại đạo sư, đấng không còn hí luận. Chúng sinh chìm khổ não, tu tà đạo kém hiền, lần lần thêm dục tham, do đó đọa ác đạo. Không ai dắt cứu hộ, ở mãi nơi hiểm nguy, thẳng đến trong tà đạo, trọn không chỗ an ổn. Ví như người cầm vốn, muốn lợi đi đường xa, giữa đường gặp giặc dữ, cướp hết tiền hàng hóa. Mất tiền của quay về, tiếc của tiền đau xót, mất luôn vốn mượn vay, bị nợ càng thêm khổ. Chúng sinh cũng như vậy, vì pháp nên xuất gia. Pháp tài xưa vân giữ, thiện nghiệp đều tiêu sạch, chỉ cạo sạch râu tóc, ngu rơi vào các kiến, chấp ngã mà chúng sinh, thọ giả hữu tình tưởng. Với tỳ kheo thuyết không, chẳng chấp nhân và ngã, hoặc khởi tâm hủy bán, mau xa vào địa ngục, do nhân duyên sân hại nên tìm điều bài bác, phạm lỗi sợ người hay, vu khống người phạm tội, thân ác và miệng ác, ý nghiệp nhiều ác tưởng, điên đảo theo các kiến, người này sinh ác đạo. Đã tạo nhiều nghiệp ác, hẳn mau đọa ba đường, bị các khổ thiệt đốt thiêu, không ai cứu vớt được. Vì lai có tỳ kheo, tán loạn nhiều, giận hờn, bức não người xuất gia, phát tâm hướng Bồ Đề. Đây là hạng đáng sợ, bài bát kinh như vậy, lại không lòng tính thọ, giáo pháp Phật Thích Ca. Họ giận hờn lẫn nhau, cùng nhau đều chịu khổ, ra bày lỗi lẫn nhau, tiếng xấu truyền lan khắp, đem lỗi vu khống người. Lỗi của mình thì giấu, người nhu hòa yếu thế, ác chúng đông thế mạnh, là biết chánh pháp suy, người ác thêm thế lực. Đệ tử quý của Phật chính là thiện tỳ kheo, phải tìm đến nơi khác, ở nơi chốn an ổn, giải thoát khỏi nơi ác. Với họ khởi tâm bi, kinh pháp Phật đã dạy, phải tự mình gẫm suy, Phật đã dạy như vậy, phải vui ở nơi khác, khi chánh pháp hoại diệt. Với bậc thiện khó gặp, tập hợp cùng nhau đến, Như Lai khen nơi ấy, nếu người bạo xứ đó, nạn xứ không thể ở, phải đến bậc đại tiên được Bồ Đề vô thượng. Các bậc thiện chỉ bảo, chính các ngài khéo dạy, nhiễu tháp cầu chân thật, chính thật lời Phật dạy. Thiện tỳ kheo phải vui, đến đạo tràng an ổn, chẳng nên thường ở đấy, chìm trong tà bất ngạc. Tỳ kheo phải đến đó, vì Phật nên du hành. Thấy di tích của Phật, chốn an chỉ tuổi xưa, nơi kinh hành ngồi thiền, hoặc nhiễu hoặc thiền tư, cùng nhau tụng ca ngợi, nhớ Phật nên rơi lệ.
nói chỗ này Thế Tôn đã kinh hành thọ thực, sư Phật từng ở đây, chuyển pháp luân vô thượng, hữu vi đều vô thường, giờ đâu còn thấy được nhân và chúng phi nhân. Trời rồng cùng vân tập, Phật dạy khiến hoan hỷ, nay sao lại quạnh hiu. Nghĩ vậy cùng nhau đến Đại Bồ Đề Đạo Tràng. Đã đến vân tập rồi, phải đúng lý tư suy tư. Chính chỗ này Đức Phật thành vô thượng Bồ Đề, bố dẹp ác ma quân, Như Lai giả can dữ. Đây là nơi đạo tràng, đấng đại giác từng ngự, quá khứ và vị lai, tòa của tất cả Phật. Bồ Đề đạo tràng này, xưa chư thiên kính lễ, Phật bảy ngày thiền tọa, chỉ quán dưới cội này. Nghỉ và cúng dường xong, lại đến vườn Lộc Uyển, nơi Phật chuyển pháp luân, văn vẳng nghe phạm âm. Các thiện tỳ kheo ấy đều nghẹn ngào rơi lệ, vì muốn độ năm người, đạo sư đã đến đây. Năm người vừa thấy Phật đều khởi tâm sầu lo, lập tức bàn với nhau, chúng ta chớ đứng dậy. Lúc ấy Đức Đại Bi thương tưởng quần sinh loại, vì họ tuyên diệu pháp, quả cam lồ, tựu thành, kính lễ nơi chuyển pháp, nghẹn ngào tâm sầu muộn, đến chỗ Phật niết bàn. Nhớ nơi tối hậu thân, dưới tàn đôi sông thọ, vì lợi ích chúng sinh, bỏ thân phần chi tiết, nơi đó bác niết bàn. Hỡi ôi Đức Thánh Tôn, đấng Thích Ca tịch diệt. Nay chỉ còn nghe danh, tiếc thay không còn thấy. Ở đó Đại Đạo Sư sau cùng độ thiện hiền, dùng trí tiên trí bảo, đây nhập diệt lần cuối. Khi tu tập mạng tận, hay khởi ý mạng chung, hoặc tự tu thân vong, sẽ đều sinh cõi thiện. Từ đây trở về sau, ở trong pháp sinh tử, những kẻ hủy phá giới đều sẽ được cúng dường, nhận nhiều vật tính thí, mau đọa vào ác đạo. Ông nhìn các tỳ kheo có sai biệt như thế, bậc trí tu tuy sâu, mau được thân trời người, làm đèn soi thế gian, thương xót người cõi thế. Các Bồ Tát đại trí, tâm tỳ lợi chúng sinh, thường tu tập hành sự, phấn chấn tâm hoan hỷ, sẽ thành bậc chánh giác, cũng theo hầu Di Lặc, cúng dường Đức Thế Tôn, trong chúng được thọ ký, tùy ý được ức niệm, là bậc đại oai thần. Phật nói lời chân thật, an ổn chúng như vậy. Vì ấy không thấy Phật, mà cũng như thấy Phật. Ta xưa cầu Bồ Đề, lễ kính các Đức Phật. Nếu các hàng nữ nhân hướng vô thượng Bồ Đề, ta và vô lượng Phật đều sẽ hiện sắc tấn, mau thành thân nam nhân, được thấy Phật Di Lặc, cúng dường Đức Phật ấy, mong cầu đều theo ý. Phải học theo người trí, tịnh tính mà xuất gia, lòng quyết tâm lòng ưa thích, học pháp và trì giới. Ở trước Phật Di Lặc, được nhận lời thọ ký, cho nên nghe chánh pháp, tin tưởng tu thiện hiền, an trụ tâm kiên cố, độ các loài chúng sinh. An trụ tâm như vậy, cầu mà không thể được, có tuệ và hạnh lành, Bồ Đề không khó chứng. Tu tập niệm từ bi, lìa bỏ tâm xiểm khúc, thương vui chốn không nhàn, chính là Bồ Đề Đạo. Nếu người với pháp này thuyết không mà không hành, nhưng được người kính lễ, đó là vật đáng sợ. Nếu kẻ vì uống ăn, vì các việc lợi dưỡng, thọ trì chánh pháp môn, nhưng cùng nhau bài bác lời ác hại mà người nói là không đời trước, nơi đó bỏ thân người, đọa ác thú chịu khổ, hoặc ở trong pháp Phật, giả danh làm tỳ kheo, phỉ báng nơi khế kinh, khéo nói, cấm giải thoát, tự đắc ta hoằng pháp, chỉ có lời nói suông, tuy là tướng tỳ kheo, chết mất thân trời người. Nếu hủy báng trời người, và hủy báng cả Phật, kẻ hủy báng pháp này, tội còn hơn kẻ kia, khéo phòng hộ ba nghiệp, khiến không khởi các ác, năng trừ ba ác hạnh,
tất sẽ được niết bàn. Đức Phật bảo Đại Ca Diếp, sau khi Như Lai diệt độ, các tỳ kheo ở nơi Phật trồng căn lành sâu cũng đã nhập niết bàn. Những chúng sinh đủ thắng ý lạc cũng qua đời cả. Lúc thời kỳ chánh pháp trước, 500 năm sau sẽ có hàng tỳ kheo lòng đầy tham dục mê chấp, thích lời lê gián nạo hại người khác, nói năng cộc cằn hung ác, thường ở trong ba điều như nghề nghiệp thuốc men, buôn bán và gần phụ nữ. Do ở trong ba điều nên điều trên nên thoái thất bốn điều, mất giới hạnh, mất thiện đạo, mất quả chứng và mất như thật thấy Phật. Vì thoái thất bốn điều nên điều trên nên sinh ra bốn điều xí thạnh là tật đố, hiềm ghét xí thạnh, giận dữ ác tâm hùng mạnh, tham đắm dòng họ hùng mạnh và tham đắm uống ăn chứa cất các thực phẩm, ưa thích y phục cất để đầy rương. Vì bốn điều xí thạnh trên đây nên họ không được pháp sa môn, cũng chẳng phát sinh quả chứng của sa môn. Họ nghe kinh này sẽ xa vào bốn điều: một là hủy bán chánh pháp, hai là những điều Phật không cho phép họ lại đem giảng nói, ba là riêng vì hàng phụ nữ mà nói pháp yếu, bốn là hủy bán giới biệt giải thoát của Như Lai. Hàng tỳ kheo này nghe kinh điển đây càng thêm sinh lòng phá hoại chánh pháp, cùng nghiệp ác thêm lớn. Này Đại Ca Diếp, Như lấy mật đắng nhỏ vào mũi chó dữ, còn cho nó sẽ thế nào? Nó có hung dữ thêm chăng? Ca Diếp thưa, bạch Thế Tôn, chó dữ đó càng thêm hung dữ. Đức Phật bảo Ca Diếp, này Đại Ca Diếp, những người ác đã nói trên kia cũng như chó dữ cùng quỷ tỳ xá xà. Họ thấy có tỳ kheo chân tu giới hạnh thanh tịnh, thọ trì kinh pháp này, giảng thuyết kinh pháp này, thiểu dục tri túc và ca ngợi thiểu dục tri túc. Họ không sinh hoan hỷ mà còn canh ghét hờn giận, nói rằng chúng ta ở nơi phi thời nên bị người ta khinh rẻ hủy nhục. Giờ đây nên khi nghe nói kinh pháp này, họ liền hủy bán cho là không phải của Phật nói. Bọn họ theo duyên đó mà thêm tham dục, chẳng biết thiểu dục. Này Đại Ca Diếp, Phật dùng nhiều từ ngữ để tán thán người thiểu dục tri túc là người dễ nuôi, người dễ đầy, người sạch sẽ, người có hạnh đầu đà, người rất đoan nghiêm. Phật cũng tán thán người ở A Lan Nhã, người phát tâm tinh tấn, người sinh hoạt thanh tịnh. Các ông chớ nên tụ tập học hỏi các thứ nhạc cụ như ống tiêu, ống sáo, mà phải tu tập các pháp trên. Các ông chớ nên như chụp chẻ đồng, chỉ luống có tiếng kêu, mà phải tùy thuận tu tập pháp của Như Lai dạy đây. Cũng chẳng nên thêm lớn lòng sân hận cùng tham chấp sự vật, phải trụ nơi vô sự vô vật. Các ông chớ trụ trước nơi chỗ ở, mà phải vô sở trụ. Các ông chớ tự khoe, chớ nuôi loài bò lừa. Các ông chớ sinh lòng biến nhát trẻ lười, mà phải phát tâm tinh tấn xa lìa pháp ác, tu tập pháp lành. Này Đại Ca Diếp, Phật thường khen ngợi sự tịch tịnh ở A Lan Nhã xa lìa ồn náo. Nay Phật nói rõ hạnh dứt trừ tất cả thanh tịnh. Những kẻ không thực hành hạnh rất thanh tịnh, kẻ nhiều tham dục, kẻ tạo tội ác, tất sẽ hủy bán người có hạnh thanh tịnh. Này Đại Ca Diếp, như kẻ ngu kia, giữa tháng tư uống chất tô, sinh khát liền đến người sinh nước uống. Được người kia bảo, anh vừa uống chất tô, chớ uống nước, vì sẽ có thể nguy đến tánh mạng. Kẻ ngu giận dữ mắng nhiếc, không nghe lời khuyên của người, rồi uống nước mà chết. Này Đại Ca Diếp, cũng thế đời vị lai, các tỳ kheo ưa chấp có, tích việc ác. Nếu có người thọ trì chánh pháp của họ, đây là việc nên làm, đây là việc chẳng nên làm, họ sẽ giận dữ trách mắng và hủy bán kinh điển này. Hiện tại đây còn có nhiều người cạnh tranh với Như Lai, huống chi là đời vị lai. Như Lai, như tỳ kheo hiền hộ chẳng hạn, Phật chế giới khiến các tỳ kheo thọ pháp một lần ngồi ăn, hiền hộ giận hờn trọn ba tháng hạ không chịu đến chỗ Phật. Này Đại Ca Diếp, hiện nay ở trước Phật còn có người khinh hủy phạm hạnh,
huống là sau khi Phật diệt độ, những kẻ tham ăn, tham mặc, thuốc mê ngủ nghỉ thêm nhiều giận hờn. Những kẻ này nghe kinh pháp đây còn chẳng kính trọng Đức Như Lai, Đại Sư, huống là đối với tỳ kheo trì giới. Này Đại Ca Diếp, những người ấy gọi là bất thiện, cũng gọi là rất ác. Pháp bảo này sẽ mất. Trong đời ác được sau này, thời kỳ mà người lành rất khó có, nếu thiện nam hay thiện nữ nào muốn được sự lợi ích lớn, tin giáo pháp của Phật, nghe kinh pháp rất sau này rồi, nên vì người đúng lý, người có lòng tin mà giảng nói, chớ chẳng nói với người không đúng lý, không tin. Hiện nay Phật cũng chỉ giảng nói với những người đúng lý, với những người có lòng tin mà thôi. Này Đại Ca Diếp, như ngựa ác dở chẳng chịu mặc giáp, nếu bắt nó mặc giáp như ngựa hay, thời tất nó sẽ kinh sợ, huống là nghe tiếng loa, tiếng trống mà có thể chịu được. Này Đại Ca Diếp, cũng vậy, thì kheo phá giới không có lúc nào ưa thích pháp lành, cho đến họ nghe nói các pháp vô ngã, bị chấp ngã nên họ liền sợ hãi, bài bác, huống là nghe đến pháp lành. Nếu thực hành các pháp lành, thời có thể hàng phục trăm ức quân ma và trọn không có sự đấu tranh. Các thiện tỳ kheo nên mặc giáp tinh tấn, chẳng hư công đức đầu đà, dứt sạch căn bản tham sân si, không tật đố ly dục, thích nhàn tịnh, thương thức tỉnh. Trong mọi thời, mọi loài không khởi tâm tham dục, nơi vật dụng không mong cầu, trang bị áo giáp như thế chưa phải là pháp căn bản. Nếu đã trang bị các loại giáp trên, thì phải phát tâm Bồ Đề vô thượng, không nên chấp trước với tất cả xứ, huống là khởi ngã tưởng. Vì vậy không được chấp ngã, chúng sinh thọ giả hữu tình, không kiến chấp nam, nữ, địa, thủy, hỏa, phong, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, trì giới, phá giới, tánh không. Tóm lại, không nên có tất cả chấp, tất cả tưởng, vì tất cả tưởng đều vô sở đắc. Này Đại Ca Diếp, nếu có tham, tỳ kheo phải biết rõ và liền dứt trừ tâm tham ái, chẳng phải cứ trụ một chỗ mà được vô trụ. Vì chỉ trừ kẻ vọng ngữ. Do đây nên Như Lai hiệu là đấng thật ngữ. Như Lai nói, bao nhiêu tham ái đều là chẳng phải ngã. Các pháp như vậy là sa môn pháp. Các sa môn pháp đều vô sở đắc. Nếu người nào còn có tưởng chấp lấy pháp, thời là chấp ngã, chúng sinh, như núi Tu Di mà thoái thức thánh giáo. Nơi người này pháp sa môn không có được, cũng không thể trụ nơi sa môn pháp. Pháp quảng đại tối thắng này chẳng nên giảng nói với những kẻ ngu si kia, dầu chỉ một ít. Vì sao? Vì nếu họ chấp trước thì tất sẽ phải chịu khổ ở địa ngục trọn một kiếp. Này Đại Ca Diếp, ông xem các tỳ kheo như Câu Ca Lợi, Đề Bà Đạt Đa, Khiên Đồ Đạt La, Ca Lô Đệ Luân, Mẫu Đạt Đa La, A Thấp Phiền, Bố Na Bà Tô, Tô Khí Đát La. Các tỳ kheo trên đây là những người thường ở gần bên Phật, nghe Phật thuyết pháp, thấy Phật kinh hành, thấy Phật đoan tọa, thấy Phật hiện thần thông đi đứng trên không gian, thấy Phật hàng phục hàng ngàn ngoại đạo. Giữa đại chúng thấy Phật trừ dẹp tà pháp, mà họ còn chẳng có lòng tin mến đối với Phật. Vì họ luôn muốn hủy bán Phật nên ngày càng thêm lớn ác nghiệp. Nếu có người nghe danh hiệu Phật có lòng tin chắc là thật, thì mọi người nên đem hoa hương như núi Tu Di, phan lọng trùm cả đại thiên để cúng dường. Vì người này tin Phật vậy, huống là người đã tin Phật rồi bỏ dục lạc xuất gia, không kiến chấp tu các môn tỉnh lự. Này Đại Ca Diếp, người nào tin ưa kinh pháp này thì đáng gọi là hy hữu. Người này có thể khéo hộ trì giới cấm của Phật chế, có thể rõ biết pháp cam lồ này. Ví như trong đại chúng dùng da thối cùng những vật hôi nhơ cùng nhau chế làm hình người, họ làm các thứ mặt nạ rồi sơn vẽ trâu tia rất xinh đẹp. Có người lấy những thứ ấy mang lên mặt hoặc gói lại sách đi.
Như thế lẽ nào vì tướng mạo mà gọi là tốt ư? Biết rõ là vật hôi nhơ thì sẽ nhàm bỏ. Cũng vậy, với các tỳ kheo, phải dùng oai đức dung nghi của Như Lai để thẩm xét mới biết họ là cực ác, do họ chấp ngã nhân mà sinh lòng tham ái. Nếu người rõ biết ngã chấp không thật, khi nghe kênh này, tất ưa tất vui mừng. Nếu kẻ nào chấp trước thì nên biết là tà kiến, đã có tà kiến thì không tin lời, không tin ưa lời dạy chân chánh nơi kinh này. Vì sao? Vì người chấp ngã thì có giận hờn. Nếu hàng bốn chúng nghe kinh pháp này mà giận ghét hủy bán thì không phải là sa môn. Dù họ có danh hiệu sa môn, nhưng không phải đệ tử Phật. Ta cũng không phải thầy của họ. Vì sao? Vì đệ tử Phật thì không nói dối, Phật không phải thầy của kẻ hay nói dối. Nên biết rằng Phật là đấng thật ngữ, có thể nói đúng thật tất cả pháp không. Này Đại Ca Diếp, Như Lai có thể phá ngã chấp, đấu tranh với họ, với nó. Nếu kẻ nào tranh cãi với Như Lai thì gọi là ác ma. Như Lai không cho ma chúng xuất gia thọ giới cụ túc. Ý ông nghĩ thế nào? Như có người nói, chim thanh tước sinh được rồng lớn, lời này có đáng tin và có đồng loại chăng? Ca Diếp bạch Bạch Thế Tôn, lời đó không đáng tin, cũng không phải đồng loại. Đức Phật hỏi, như có người nói, kim sĩ điểu sinh loài phi điểu, ông nghĩ thế nào? Ca Diếp bạch Bạch Thế Tôn, lời đó không đáng tin, cũng không đồng loại. Đức Phật lại hỏi, như có người nói, con đom đóm mang núi Tu Di bay lên không gian, ông nghĩ thế nào? Ca Diếp bạch Bạch Thế Tôn, lời đó không đáng tin, cũng không phải đồng loại. Đức Phật dạy, này Ca Diếp, những kẻ ác trên kia chấp ngã cho đến chấp niết bàn, kêu Phật bằng thầy lại càng chẳng phải đồng loại. Này Đại Ca Diếp, như có đế vương ở nước mình lãnh đạo dân dân rất an lạc, cạnh vua có các thị thần tuân hành chính hóa của vua. Lúc đó có người không ai quen biết, người này vì danh lợi mà học các cách làm quan, không lãnh lệnh vua, tự ý ở giữa bá quan dối tuyên lệnh vua, bảo mọi người rằng các ngài phải ở nơi đây làm như vậy. Cũng vậy, Đức Như Lai Pháp Vương quản trị cả đại thiên thế giới, giúp hóa tất cả tam thừa chúng sinh, đầy đủ 10 trí lực, viên mãn tất cả công đức, thực hành Phật sự vô biên an lạc. Có một hạng người đại chúng chưa từng quen biết, vì sinh sống mà nói tướng ngã chúng sinh cho đến niết bàn, chẳng tuân theo thánh giáo vô ngã của Như Lai, vọng nói rằng Phật bảo việc này nên làm, việc này chẳng nên làm. Trong đại chúng có những người tinh thuận Phật pháp, nghe lời nói trên đây nhận là bậc phước điền thanh tịnh, liền đem của cải cung kính dân cúng mãi trong thời gian chưa rõ họ là sai quấy. Kẻ ác này đồng với kẻ dối lệnh vua trong ví dụ kia. Sau khi ăn uống xong, họ ở chỗ đông người ngày càng thường luận bàn việc vua, việc giặc, việc ăn mặc, việc dâm dật, việc phụ nữ, việc thuốc men, việc rượu trà, việc nhật thực, việc thực, việc nhà vua đi về, việc dòng họ, việc ngày tốt xấu. Ngày đêm họ luôn suy tính luận bàn những việc như vậy, không có chánh niệm, chánh tuệ, hư mất oai nghi, ngủ mê lăn lộn, miệng chảy nhớt giải, lúc thức tưởng nghĩ gì, lúc ngủ họ mơ thấy việc ấy, đến lúc thức dậy họ tụ nhau luận bàn chiêm bao tốt xấu, họ đi đứng hành động không khác người thế tục, họ nói không nhầm lúc, tâm niệm buông lung, thích đến xóm đông, đến nhà giàu sang, họ không giữ được giới cấm của Phật, họ đi nói pháp cho phụ nữ, họ nói pháp họ sinh nhiễm tâm, được cúng dường nhiều, tham trước luyến ái, chẳng biết hối hận. Họ được cúng thí tốt thì ca ngợi, trái lại thì chê trách. Lúc họ gặp nhau liền đem đồ được cúng của nhau. Họ hỏi nhau hôm nay thí chủ cúng món chi cho ai, tiền bạc đồ dùng nhiều hay ít, đây gọi là hạng chẳng tu hành, cũng gồm cả lỗi hủy bán chánh pháp.
Này Đại Ca Diếp, với hạng người ngu ác trên đây, các ông phải có lòng thương xót họ. Vì sao? Vì họ sẽ phải bị quả báo rất khổ não. Lúc ấy Đức Thế Tôn nói kẻ rằng, kẻ ngu vì mạng sống, theo học pháp vô quan, sau đó đến nơi khác, dối tuyên lời vô truyền, đến kia bàn chuyện mật, chớ để pháp vô trần. Kẻ ngu ở nơi đó cũng vì nuôi dưỡng mạng, huống gì Đức Thế Tôn. Trong hơn 100.000 kiếp sẽ bỏ các thân phần, làm các việc khó làm, kẻ trái pháp vương gia, nô bộc bị trừng phạt. Chẳng cần hỏi kẻ ấy là làm hay không làm, cúng cho tỳ kheo ấy vật thực đủ món ngon và y phục quý giá, tất cả đều cung kính. Cần khổ cầu tài vật, cúng dường bậc trì giới, không vì lo tự thân, cũng không lo cho con. Không như người trụ pháp ăn xong liền xả bỏ, khi cùng nhau tụ tập, nói chuyện ăn khoái ý, nơi chỗ tụ hội kia, bàn chuyện giặc chuyện vua, việc đấu tranh trấn ải, và bàn luận uống, và bàn việc uống ăn. Ngày đêm bàn suy tính, việc vua đến hay đi, hoặc nói rồi sẽ thắng, hoặc bảo sẽ bị hại. Những việc không đáng bàn, luôn cùng nhau luận tính, ngủ trên giường cực diệu, trầm mê say giấc nồng, đem đến nhà giàu sang, còn mong chỗ nhiều của. Nói kia cúng cũng nhiều, nhưng chẳng phải tối thượng. Sẽ tính việc ấy rồi, ngồi rối bàn tán chuyện, kẻ ngu không siêng tu, như lừa luôn mang nặng, ngủ say trong giấc mộng, thấy các tướng phân biệt, thức rồi truyền gọi người, đến cùng nhau luận thuyết. Nói chớ cười, chớ lo, ông sẽ được an lạc, việc ấy sẽ mau thành, chớ sinh lòng lo nghĩ. Xiên đến các thôn ấp, đi đứng chẳng oai nghi, giống như loài vượn khỉ, đầu mắt ngó trước sau, đi vào trong xóm làng, thuyết pháp cho người nữ, rồi bỏ Phật khế kinh và giới thiện giải thoát. Từ nhà gia chủ ra, ngó xem của nhiều ít, ít thì mắng chửi họ, cũng không chừa gia quyến. Khi cùng nhau tụ tập, bàn tán cùng hỏi nhau, được món gì, vật gì, hỏi đáp nhau các việc, lược nói việc như vậy, trải qua cả 100 năm. Suy tính việc như thế, và nuôi sống bản thân, tranh đấu vì rượu ngon, và vì hương hoa thảy, là dược liệu cho thân, mong ít bệnh ít não. Giả sử trong Đức Phật, không thể cứu được nào, quăng bỏ việc tu hành, cùng tại gia nào khác, với thân sinh ái trọng, không rời khỏi ngã nhân, tu hành như thế kia, kẻ ít đọa ác đạo. Có người khinh chánh pháp, thiêu đốt bị khổ thêm, kẻ ngu không tuệ giác, không khác người tại gia. Các đệ tử Đức Phật thật tu hành thanh văn, không vì nuôi dưỡng mạng, hủy phạm chút giới nhỏ, bậc trí không tham thực, luôn sinh trưởng nhàm chán, tâm tu quán bất tịnh để trả nợ thí chủ, sẽ bỏ các dục lậu, thấu rõ tất cả tưởng. Ta nghe như thế ấy, theo lời dạy xuất gia, người trí không hủy bán với giáo pháp tánh không, luôn ưa thích cần cầu, sợ không thể thông hiểu. Bậc đại trí dũng mãnh, thấu rõ lý tánh không, hay bố ý quân ma, bậc ấy đáng cúng dường. Nếu hay lìa tham nhiễm, không hủy pháp tánh không, con Phật bậc dũng kiện, lượng túc tôn ấn cúng, chánh pháp không trụ lâu, hiện đời nhiều ngu si, ít tỳ kheo nhu hòa, mong cầu không phóng dật, người trí phải sinh lo, không lâu tự diệt mất, sau này suốt đêm ngày, bàn tán về Thế Tôn, đời không ai cứu hộ, duy có lượng túc tôn, người tu học như vậy, rồi sẽ đều diệt ẩn, kẻ không hiểu như vậy, không hiểu lời mật ý, sẽ không cung kính Phật. Và chánh pháp vô thượng, chánh pháp sẽ diệt tận, nên mau phát tinh cần, cho đến chút thời gian, lắng nghe dù phút chốc. Kinh Đại Bảo Tích, quyển thứ 3, Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư, Bồ Đề Lưu Chí. Pháp hội 1, Ba Luật Nghi phần 3. Tôn giả Đại Ca Diếp thưa, bạch Thế Tôn, rất lạ thay, những người ấy được nghe kinh pháp này mà họ không có lòng yểm ly. Phật bảo Đại Ca Diếp,
Này Đại Ca Diếp, nếu là kẻ có bốn điều sau đây, thì dù được nghe kinh pháp này, nhưng họ vẫn không yếm ly. Đó là nhiều phóng dật, không tin chắc nghiệp quả, không tin chắc đại địa ngục, không tin chắc mình sẽ chết. Là có kẻ vì có bốn điều dưới đây nên không yếm ly như lúc tráng niên khỏe mạnh, tự cậy sức mạnh, say mê dục lạc, ham uống rượu, không suy gẫm quan sát để hiểu biết. Nếu thì kheo có bốn điều dưới đây thì hủy bán vô thường bồ đề. Ác nghiệp thành thục chẳng biết phát lồ, chẳng rành nghiệp quả ác, làm uế dục với tỳ kheo ni, cây có hòa thượng A Xà Lê được nhiều người thương mến, theo thầy học tập vì tật đố mà khinh chê thầy là ít học. Này Đại Ca Diếp, nếu có người được một pháp sau đây thì trọn nên bậc Sa Môn, Bà La Môn, đối với tất cả pháp phát tâm vô sở trụ. Này Đại Ca Diếp, ví như có người rơi từ trên chót núi, liền cho rằng không có mặt đất, cây cối rừng rậm, chỉ tưởng trống không mà dứt hơi thở. Những kẻ chấp pháp cũng như vậy, nếu chấp có nhãn nhĩ, cũng chấp có tướng nhãn nhĩ, hoặc chấp sắc thọ, hoặc chấp trì giới đa văn, tàm quý, kinh hành, được bồ đề, vân vân. Đây đều không phải là pháp của Sa Môn, Bà La Môn. Nếu có tưởng chấp thì sẽ bị làm hại. Những gì làm hại chính là tham sân si vậy. Nếu chấp tướng nhãn nhĩ thì thấy có sắc thành, khả ái hay không khả ái, tất bị nhãn nhĩ làm hại. Đã bị hại thì sẽ bị hại nơi trong vòng địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, trời và người. Do đâu mà bị hại? Do tưởng chấp. Sao gọi là tưởng chấp? Chính là chấp ngã và ngã sở. Chấp nam, nữ, địa, thủy, hỏa, phong, chấp thay, chết, sanh bầm, tan rã, xương trắng. Chấp thắng giải thoát, chấp kia có phần ít giải thoát, đây không phần ít giải thoát. Chấp hiện chứng, ta tùy niệm khác với quá khứ, khác với hiện tại, ta là quá khứ, ta là hiện tại, cho đến chấp niết bàn. Ta thấy ta được niết bàn, với các pháp sinh tưởng chấp. Này Đại Ca Diếp, tóm lại, kẻ chấp trước thời với chỗ nào cũng sinh niệm tưởng, cho đến trong tánh không, họ vẫn có tất cả tưởng niệm, đây đều chẳng phải pháp Sa Môn, Bà La Môn, đều chẳng phải hạnh Sa Môn, hạnh Bà La Môn. Này Đại Ca Diếp, Như Lai nói pháp Sa Môn, Bà La Môn như hư không cùng với mặt đất. Vì sao? Vì hư không trọn không nghĩ rằng ta là hư không. Cũng vậy, bậc Sa Môn, Bà La Môn trọn không tự nói ta là Sa Môn, Bà La Môn. Các pháp cũng không tự nói là pháp Sa Môn, Bà La Môn. Không tạo tác, không trừ bỏ, đây gọi là Sa Môn, Bà La Môn. Này Đại Ca Diếp, như có kẻ giữa đêm tối múa tay chân, động đầu mặt, rồi nói rằng ta đùa cợt thế gian, ta đùa cợt thế gian. Ý ông thế nào? Họ đùa cợt ai? Tôn giả Ca Diếp thưa, bạch Thế Tôn, kẻ đó tự đùa cợt lấy họ. Vì sao? Vì giữa đêm tối không có ai để họ đùa cợt cả. Đức Phật bảo Tôn giả Ca Diếp, này Tôn giả Ca Diếp, cũng vậy, nếu có thì kheo đến A Lan Nhã hoặc đến dưới tàn cây, nhà vắng, đất trống, quán tưởng, nhãn nhĩ đều là vô thường, sắc thanh cũng đều vô thường, ta thẳng đến Niết Bàn. Cái tỳ kheo ấy tự luôn khổ nhọc không phải hạnh của Sa Môn, vì họ có rất nhiều tà chấp. Họ biết tướng nhãn nhĩ, rồi vì muốn diệt nhãn nhĩ mà tu tập nhọc nhằn. Nếu ở nơi căn trần thức ba chỗ đó mà biết rành thì sinh niệm phân biệt đối với ba chỗ ấy. Nếu đã ở nơi chỗ ấy mà chỗ thấy biết mà sinh niệm phân biệt, thì làm thế nào được tâm nhất tánh cảnh? Này Đại Ca Diếp, thâm thân bồ đề rất khó đến, khó vào, khó có đủ tư lương. Thế nào gọi là tâm nhất tánh cảnh? Suy tìm cùng khắp cho đến một pháp cũng chẳng thể nắm bắt được. Nghĩa là nhãn nhĩ đều chẳng thể có thật. Tất cả pháp đều chẳng có thật. Vì sao? Vì bản tánh như vậy. Tâm tánh vốn bất sinh. Tất cả các pháp đều không có thật nên tâm đó chẳng thể nắm bắt được. Vì nếu quá khứ, hiện tại, vị lai là vô sở đắc thì là vô sở đắc. Thế nào là thế nào gọi là vô sở đắc? Hoặc cũ hoặc mới đều chẳng thể
tạo tác nên gọi là vô sở đắc. Trong đây quá khứ tâm không giải thoát, hiện tại tâm không giải thoát, vị lai tâm không giải thoát. Tùy chỗ có tâm đều vô sở đắc. Đây là tâm nhất tánh cảnh. Chính đây gọi là nhập vào số của tâm vậy. Này Đại Ca Diếp, ở đời vị lai sẽ có hàng bốn chúng chấp cho rằng nhãn nhĩ là hoại diệt. Đối với các uẩn chấp là vật thật có. Như Lai nói các uẩn dường như cạnh chim bao, nhưng họ lại bảo chim bao là thật có. Vì thế gian nói có chim bao, nếu không chim bao, lẽ ra mọi người không có sự mộng tưởng để biểu thị. Cho đây chúng ta trong lúc ngủ mơ sinh mộng tưởng. Thật vậy, vì các uẩn có sở nhân nên gọi là như chim bao. Nếu uẩn đã không thì chẳng nên nói các uẩn dường như cạnh chim bao. Những kẻ ngu si kia cho chiêm bao là thật có, nên khi họ nghe kinh pháp này, liền hủy bán. Trong hạng này là có tỳ kheo ni, đối với các nhà thí chủ, vọng xưng rằng ta là bậc A-la-hán. Hoặc vì y cứ nơi trí thô cạn, họ nói hiện chứng được, hoặc cứ ưu bà tắc ưu bà chi, nghe kệ tụng trong kinh luật, rồi nói tôi hiện chứng. Này Đại Ca Diếp, lúc đó hoặc có tỳ kheo đã thường ở A La Nhã trải qua 20-30 năm tinh tấn tu tập, vì Phật pháp mà họ đến nơi ưu bà tắc mới có lòng tin vừa được một ngày, rồi chỉ dùng lời không mà sướng thuyết lẫn nhau. Họ bảo rằng vì không không nên ta biết khắp tất cả. Hoặc có tỳ kheo nghe kinh pháp này rồi, luận nói với nhau. Có người nghe sinh lòng sợ hãi, là có những người tại gia cùng xuất gia chẳng nên gần gũi các vị ấy, phải xa lìa, vì chẳng phải giáo sư. Vì sao? Vì hiểu biết của họ không tương hợp. Hoặc có người giảng nói pháp lý thậm thâm, lại bị hàng tại gia xuất gia khinh tiện bỏ rơi. Hiện nay đây, Phật nói pháp hạnh thắng diệu còn ít người biết. Huống chi đời vị lai đến cả người biết chút ít cũng đã qua đời. Lúc đó 1.000-2.000 tỳ kheo thuyết pháp khó có được một người hiểu biết đúng thật tinh nhập diệu pháp. Trong hàng đó hoặc có tỳ kheo đến nỗi không nói được câu suông câu huống là hiểu rõ. Này Đại Ca Diếp, lúc đó hàng tại gia xuất gia chung nhau khinh hủy giáo pháp này. Nếu có tỳ kheo tinh tấn vì thêm lành dứt ác, nên bớt ngủ nghỉ, đầu hôm cuối hôm tinh tấn tu học, các vị này tất bị kẻ khác canh ghét chê bai hoặc giết chết. Những kinh pháp như đây sẽ diệt mất, hai thi kheo đúng pháp cũng đều tiêu diệt. Trong lúc đó, người có trí thanh tịnh, vô nhiễm, hiểu rõ diệu pháp, phải tôn trọng kinh pháp này, tinh sâu cung kính cùng nhau họp ở nơi A La Nhã. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kể rằng, pháp lành của ta dạy hợp với đệ nhất nghĩa, rằng uẩn không chắc thật, nên xem đó như mộng. Đời sau các tỳ kheo, lòng ganh ghét loạn xạ, không phân biệt tôn ti, chỉ luống có danh tướng. Lời tỳ kheo nói ra, tại gia cũng nói vậy. Giáo pháp lúc bây giờ, đạo tục đồng cùng nói. Tỳ kheo bảo kẻ tục, ông hiểu pháp hy hữu, chính là Phật Bồ Đề, đã phát quả sơ địa, lòng tự cho thấy pháp, gần gũi người tại gia, đây dân cúng tỳ kheo, đô cúng dường tối thượng. Các tỳ kheo này nói tất cả lời đều thật, cùng tại gia thân nhau, rằng ta đã thấy pháp. Người ở đời vị lai, vì lợi dưỡng xuất gia, chẳng tuân theo chánh pháp, hủy hoại Bồ Đề đạo. Ta đem đạo dạy cho, gần ta chớ theo ai, ít lâu ngươi sẽ được như chỗ ta đã được. Đây là ngôi tịch tỉnh, ta nói rõ cho ngươi, trong đại chúng đông người, làm hư giáo pháp Phật, ví như bọn giặc cướp, lòng hung dữ hiểm độc, đánh phá thành xóm làng, cũng cướp tụ lạc lớn. Tỳ kheo này cũng vậy, vô trí nhiều ngu si, tuệ ít hay phạm lỗi, chấp ngã, chấp thọ mạng, rời xa giáo pháp Phật, an trụ trong kiến chấp, tự xưng A-la-hán, đầy lòng tăng thượng mạng,
Họ ở giữa đại hội đối trước chúng tỳ kheo, khoe mình nhiều trí tuệ, danh tiếng ít người có. Lúc đó có tỳ kheo hoặc hành đúng chánh pháp, bị họ ghét chê bai, chẳng phải là Phật tử, chư Phật Đại Bồ Đề lúc đó bị hủy bán. Chư thiên lòng buồn lo, thường hướng nhau than thở. Chư thiên tin chánh pháp, thấy mất chánh pháp luân của Thích Ca Văn Phật, đau lòng lăn trên đất. Chư thiên ca ngợi Phật, cùng tán thán pháp môn, khen ngợi Phước Điền Tăng, con yêu của chư Phật. Chúng ta chẳng còn nghe pháp nhị màu của Phật, Thích Ca đã diệt độ, không hiểu ôm lòng mê. Tứ thiên đau lợi thiên, vang lên tiếng tâm lớn, báo khắp cùng chư thiên, đuốc pháp nay sắp tắt. Các vị được nghe Phật, nếu chẳng gần Như Lai, hàng trời rồng sau này sẽ ôm lòng hối hận, trải qua vô số kiếp, vì mình cũng vì người, chịu đủ điều khốn khổ, rồi sau mới thành Phật. Đây là lời chư Phật, vì giáo hóa chúng sinh, giảng nói thiện pháp môn, nay đây sẽ ẩn mất. Kẻ giả dối ra đời, gây nhiều tội đáng sợ, là ma sư ác ma, tha hồ nói lời ác, vua dối nhiều ngu si, phỉnh vạc, phỉnh gạt người khờ dại, hoặc giận hoặc chẳng hờn, chê thầy chê chánh pháp, nghe tiếng trời truyền xuống, các cõi trên đều buồn, tứ thiên vương loài người cũng đều mang sầu khổ. Thần giả xoa nhóm họp, A Tra Phiệt để thành, kêu lên tiếng hải hùng, đôi mắt đồng rơi lệ, đền đài châu báu đẹp, nghiêm lệ của chư thiên, thảy đều mất quang huy, đen tố như đống đất. Cung điện xưa xinh đẹp, rất đáng mến, đáng ưa, nay mất cả oai quang, nhìn xem không còn tích. Chư thiên cùng nhau đến, xưa kia chỗ Phật sinh, lăn trên đất kêu gào, càng thêm sầu thêm khổ. Ta từ trời xuống đất, đi qua các quốc thành, Phật Pháp đều trầm luân, nhìn khắp chẳng còn thấy. Khắp cả Diêm Phù Đà, chánh Pháp đã suy tàn, bức não người xuất gia, nên chư thiên than khóc. Cung trời trọn 7 ngày, nơi nơi mất oai quang, chư thiên cũng 7 ngày, thường buồn rầu than khóc. Thang ôi đấng đại hùng, xưa tôi từng gặp Ngài, nào ngờ nay chẳng thấy, lời Ngài cũng thành không. Phật thường ở xá vệ, chúng tôi đến kính lễ, nay thấy chỗ nhớ người, càng thêm buồn than khóc. Và đây là rừng Lộc, Phật xưa ở nơi đây, chuyện Pháp Luân Bốn Đế. Chúng tôi thân nghe thấy, nay thế gian tâm tối, chẳng kính mến lẫn nhau. Đã gây tạo tội nhân, ác sinh ba ác đạo, trên trời nhiều cung điện, nay đều trống vắng người. Chúng sinh Diêm Phù Đà, không chủ không ai cứu, chỗ kinh hành của Phật, nay hủy hoại hoang vu. Pháp vương đã niết bàn, thế gian mất an lạc, giữa chúng trời đau lợi, Thiên Chúa Thích Đề Hoàng, lòng khổ não ưu sầu, to tiếng than thở khóc. Chư thiên chúng đau lợi, chấp tay và xưng hiệu. Nghe tiếng từ trong vườn, lần lượt vội chạy đến. Như vậy hàng thiên chúng, tán thán đấng Như Lai, từ xa thấy Thế Tôn, từng là thầy thuyết pháp, không uống cam lộ được, cũng tuyệt tiếng đàn ca. Hàng chư thiên như đây, lòng sầu cả 6 tháng. Atula nghe nói chánh pháp đã trống hư, liền kêu gọi lẫn nhau, đem binh đánh Đao Lợi. Diêm Phù các vua chúa, hủy hoại Phật luật nghi. Chính trong thời kỳ này, trời cùng Tu La chiến. Sinh vào trong ác đạo, có rất đông tỳ kheo, cũng nhiều tỳ kheo ni, chịu đủ tất cả cổ, tại gia phạm các tội, cư sĩ phá thi la, tranh bài bác lẫn nhau, do đây đọa ác đạo. Phụ nữ làm việc ác, đều vào 3 đường khổ, lúc hưng thịnh việc này, thế gian chẳng an tịnh. Có lúc qua tụ lạc hoặc trốn vào núi rừng, vì lo sợ nhọc nhằn, mạng người thọ ngán yếu. Khắp nơi nhiều trộm cướp, sự đói khát tràn lan, lúa má lại mất mùa, thêm sâu bọ phá hoại, đời nhiều nghèo, đói khổ. Loài người lúc chết rồi, ngạ quỷ nhiều sinh vào, chịu khổ, chịu biết bao khổ sở. Những đồ cúng chùa tháp, vật dân 4 phương tăng, lúc đó các tỳ kheo cùng nhau chia lấy hết. Sau khi Phật diệt độ,
khổ như thế dãy đầy, phải sớm cố siêng năng, chớ nhìn lui trở lại. Bao nhiêu kẻ ngu dại, người không tuệ không căn, do nghiệp ngu đã thành, sớm đọa vào ác đạo, phải thích giảng độc tụng, trí tuệ do đây sinh. Người tu tuệ, tu tâm, mau sinh cõi lành tốt, thường dùng trí quan sát, học đúng theo lời Phật, ly hẳn những ràng buộc, sớm được đạo Niết Bàn. Chánh pháp chẳng còn lâu, phải gắng tu tinh tấn, Phật nói để cạn lời, suy gẫm lời chân chánh. Khi kiếp này đã qua, kể 60 đại kiếp, Phật hiệu Phật chẳng được nghe, làm sao có ưa thích. Đến thời kỳ cơ cận, sự đói khổ không cùng, dù cho đến mẹ con cùng giết nhau ăn thịt. Lúc đó đến con đẻ kinh hãi đi chẳng yên, dù ở trong nhà mình vẫn còn vẫn lòng lo sợ sệt. Thế nghe những việc này rõ kia sinh tử khổ, ai là người có trí mà lại thích lại ưa. Vô minh là gốc sinh, phụ nữ là gốc dục, thân là cội gốc khổ, do đây phải xa lìa. Trong đời chúng ngu, chúng sinh ngu, sẽ đắm nơi nữ dục. Người đời được ngu si, người lìa được ngu si sẽ được niết bàn đạo. Lúc giảng nói pháp này, chẳng bị quả báo ác. Vì bác không nhân quả nên phải xa ác đạo, pháp công đức vô lậu, không không vô sở đắc, tịch tỉnh vốn không bền, nên phải mau hiểu rõ. Phật bảo Đại Ca Diếp, nếu có tỳ kheo hoặc người nào có thể trọn nên pháp đệ nhất này mà cầu pháp vô lậu, thì nên bảo rằng đối với tất cả pháp, tâm không chỗ trụ. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát phải kiên cố tu tập. Thế nào là kiên cố? Thế nào là tu tập? Kiên cố là tâm kiên cố và tinh tấn kiên cố. Thế nào gọi là tâm kiên cố? Bồ Tát nghĩ rằng cúng dường một Đức Phật cho đến cúng dường cả hằng hà sa chư Phật, rồi sau mới phát một niệm cầu Phật đạo. Sau đó lại trải quả hằng hà sa kiếp có một Đức Phật hiện ra đời. Vì phát hằng hà sa tâm nguyện nên một lần được thọ thân người, cho đến thọ hằng hà sa thân người, nghe pháp một câu phát trí tuệ sáng suốt, được lợi ích lớn nơi đạo Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Tát nên phát tâm kiên cố như vậy. Bồ Tát lại dùng nhiều phương tiện để nhiếp lấy trí tuệ của Phật, dùng nhiều khổ hạnh để mong cầu, nhiều khổ hạnh để nhiếp thọ Phật trí. Bồ Tát phải có tâm kiên cố như vậy. Này Đại Ca Diếp, nay Phật vì ông mà nói ví dụ, những người trí do ví dụ mà được hiểu nghĩa trên đây, nói về sự nhờ nhiều khổ hạnh mà có thể được Vô Thượng Bồ Đề. Trải qua hằng hà sa kiếp không nên thôi nghĩ. Nếu hằng hà sa kiếp học tập mãi không thôi nghĩ, thì có thể hiện chứng Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Tát nên phát tâm kiên cố như vậy để thêm thế lực sách tấn, vĩnh viễn không rời bỏ đạo Vô Thượng Bồ Đề. Bồ Tát đã phát tâm như vậy, đối với phải chỗ không phải chỗ, chẳng nên chấp lấy. Vì sao phải chấp lấy thì trở ngại đạo Vô Thượng. Nếu Bồ Tát không chấp lấy phải chỗ không phải chỗ thì sớm được Vô Thượng Bồ Đề. Này Đại Ca Diếp, ví như có người đem của báu này đầy cả đại thiên thế giới dùng bố thí, nếu có người tin và thọ trì kinh điển thuận Bồ Đề của Phật nói, thì phước đức của người này hơn người bố thí kia. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát lại có tâm kiên cố cho đến tâm kiên cố này cũng bất khả đắc. Do đây sự tu hành của Bồ Tát chẳng nên thôi nghĩ. Bồ Tát phải tu tập nhiều đến bao nhiêu, tùy có bao nhiêu pháp tu tập, nếu còn có một niệm không thể thấu rõ, thì đều phải tu tập. Vì sao? Vì những pháp tu tập đó không biểu thị được. Dù vậy, nhưng là pháp tu tập tối thắng, nghĩa là tâm tánh kiên cố vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn nói kể rằng, vô tâm khởi tâm tưởng sẽ có bố ý lớn, ta sẽ thành, chẳng thành, việc này sẽ thế nào? Do thường suy, thường nghĩ, kẹt ở nơi một bên, hủy bán đạo chánh pháp, nên chẳng được Bồ Đề. Đây là tâm giải đãi, chẳng phải tướng Bồ Đề. Người này nghi tất cả, nghi Phật đến thanh văn, chẳng tu mà mong cầu. Thánh hiền các Phật pháp
chẳng phải do ngôn thuyết. Thành được quả an lạc, cần phải có tinh ưa mới thành được đại pháp, chẳng phải chỉ tâm lường mà được pháp thắng diệu. Do một pháp thành được, tất cả hạnh đã tu, biết thắng pháp kia rồi, vì Phật nên siêng tu. Này Đại Ca Diếp, do có thể thành tựu pháp này, Bồ Tát không gần gũi cúng dường chư Phật, tôi biết chắc rằng tôi sẽ thành vô thượng chánh giác. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia có ba pháp tu tập có thể lợi ích đạo Bồ Đề. Vì nhất thiết trí nên tin sâu phát nguyện, chẳng đắm trước nghiệp tại gia và giữ chắc năm giới. Bồ Tát tại gia có đủ ba điều trên, thời có thể hành thành sáu pháp, được quả báo thánh hiền, chẳng câm, chẳng ngọng, chẳng điếc, nghe pháp mau hiểu, đi đứng đoan nghiêm, lòng tin sâu chắc, nơi pháp thậm thâm chẳng kính sợ, khi nghe pháp dễ hiểu, dễ ngộ và mau được trụ bậc không thoái chuyển. Đối với sáu pháp trên đây, phải khéo biết có năm điều chướng: lời ly gián, vọng ngữ, không có chí nguyện, tật đố và đấm trước năm dục. Bồ Tát tại gia có ba pháp cần tu hành, thường có lòng muốn xuất gia, nên phải cung kính tôn trọng bậc Sa Môn, bậc Bà La Môn. Nếu người thuyết pháp chẳng phải đồng loại thời nên lánh xa, vì chẳng nên học tập theo những pháp tà đạo chẳng phải Phật đạo. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát phải tu học ba pháp, thường tùy thuận chư Phật, vì giảng dạy người khác nên tự mình siêng tu hành, tập rèn lòng từ bi đối với chúng sinh. Bồ Tát lại phải gần gũi ba pháp, lìa hẳn sự đánh đập, chẳng mắng giết người, và ban bố sự vô ý cho người đang kinh sợ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kể rằng, chẳng gần người hạ liệt, thấy người chẳng chánh trực, liền phải gấp lánh xa như lánh xa rắn độc. Chẳng theo học đạo khác, phi lễ phải xa lìa, dường như thấy chó điên, vì phải đọa ác đạo. Nếu chấp trước theo người, cùng họ đi đường ác, nghe pháp không thắng diệu, phải có lòng thích ưa, với tỳ kheo không tịch, nên cung kính tôn thờ, thêm lớn sự đa văn mà được sinh trí tuệ. Bậc gần gũi Bồ Đề, mọi người phải kính lễ, gặp qua để học hỏi, sớm sinh những căn lành. Muốn trí tuệ thêm lên như hoa sen trong nước, phải nghe nhiều chánh pháp, căn lành lớn càng thêm. Do trí tuệ thêm nhiều, có thể dứt hữu lậu, thành oai đức vô ý, đại trí rất tinh cần. Vì lợi ích mọi người, tự mình thành lợi ích, người tại gia phải bỏ. Đừng đánh đập chúng sinh, phát tâm cầu Bồ Đề, nơi pháp không thoái chuyển. Thân không bệnh, xinh đẹp, mọi người đều kính ưa. Nếu tu tập lòng từ, thoát khỏi ba ác đạo, cõi trời đau lợi kia, hưởng quả vui sung sướng. Thân trời nếu đã chết, chẳng xóa đọa ba đường, sẽ sinh trong loài người, nơi nhà sang tôn quý, thân đoan nghiêm xinh đẹp, chẳng bị người khinh chê. Trời rồng theo hộ trì, tu hành đúng chánh pháp, tỏ hưởng nơi thắng diệu, người kính trọng mến thương, giấc ngủ được an lành, lúc thức được lòng an ổn. Vì chư thiên ủng hộ, nên chẳng sợ chẳng kinh, pháp rộng lớn trên đây. Nhiều lợi ích như vậy, hàng tại gia xuất gia lại có lợi ích lớn, làm nảy nở trí tuệ, căn lành cho mọi người. Người sợ làm cho an, đưa đến quả vô thượng, chỉ cầu nhất thiết trí, chẳng mong mỏi cõi trời. Người này được tương ân, chánh đạo cùng chánh tuệ, vì có căn lành này, chẳng còn đọa ác đạo. Được trí được ba minh, khéo học ba vô lậu, tròn nên những công đức, như chư Phật đã thành. Đấng tôn quý trong đời, mọi người cung kính lễ. Người lễ kính Như Lai là bậc nhất trong chúng. Nếu người còn tại gia, phát được tâm vô thượng, vì họ nói pháp yếu, ông nên lắng nghe đây. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia phải có ba điều. 1. Xa lìa những sự buông lung chơi bời theo thế gian. 2. Cho tàn lẫn nhau cùng lựa chọn ngày lành giờ tốt, nên thanh khiết tránh nhận lãnh nhiều. 3. Phải nên tinh tấn tu học chánh pháp. Hàng tại gia lại phải tu tập ba điều. 1. Chẳng làm trở ngại người thuyết pháp. 2. Phải khuyến thỉnh người thuyết pháp. 3. Thường thắp đèn đuốc.
và trọn chẳng được làm ba điều này. Nếu làm, thì sẽ mang thân phụ nữ. Một, không được ngăn trở mẹ đến nghe chánh pháp và ra mắt tỳ kheo. Hai, không được ngăn trở vợ ra mắt tỳ kheo và đi nghe chánh pháp. Ba, không được phạm chỗ phi đạo của vợ. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kẻ rằng, nên thường có lòng tin, thắp sáng đèn với đuốc, liền được đôi mắt Phật, thanh tịnh không cấu nhơ. Do đôi mắt thanh tịnh, rõ các pháp sở tri, vì rõ được sở tri nên biết pháp quá khứ. Biết hiện tại cũng vậy, chẳng phân biệt vị lai, không có ba tướng, thứ tướng. Có ba thứ tướng này, bỏ lìa tướng thứ ba, tướng gọi là vô tướng, đều cùng là một nghĩa. Phật dù nói các căn, nhưng pháp không căn bản, nơi đây sinh phân biệt thì mất đạo Bồ Đề. Tịnh tu Phật nhãn rồi, hiện chứng tất cả pháp, như đây là Bồ Đề. Vừa rồi đã khai thị, pháp không khai thị được, cũng không hủy hoại được. Các pháp như hư không, nên nói là khai thị. Phật tuyên nói nghĩa này, đã dạy chúng tại gia, thường thắp sáng đèn đuốc, được Phật nhãn rõ ràng, chẳng chứa người thuyết pháp. Giáo pháp của Thích Ca, trọn chẳng vào tam đồ, chẳng mắc sinh quả báo. Thường hay cầu thỉnh người, tuyên dương pháp tối thắng. Do sức căn lành này, chuyên pháp luân vô thượng. Nếu có người với mẹ, ngăn trở nghe pháp lành, thọ thân nữ xấu xa, đuôi gù nhiều tội lỗi, chẳng thấy được màu sắc, cũng chẳng nghe tiếng tâm, ở nơi chỗ tối tâm, không khác loài chuột dơi. Với vợ sinh đố kỵ, ngăn trở việc tu hành, mãn thọ sau khi chết, sẽ mang thân gái xấu, tóc vàng, tròng mắt xanh, đen điêu mắt mù lòa, chân què lòng độc ác, tai điếc miệng nhiều lời. Nhiều tội lỗi như vậy, sớm có thân xấu ác, do dục nhiễm nhân duyên mà bị chồng khinh ghét. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia không nên làm ba điều này. Một, những đồ vật bố thí của người khác không luận nhiều ít tốt xấu. Nếu người chủ chẳng mời thỉnh thì chẳng nên đem bố thí. 2. Người khác muốn xuất gia không nên làm trở ngại. Còn người chưa xuất gia nên khuyên bảo xuất gia. 3. Thấy người xây dựng chùa tháp nên trợ giúp, không được nhân việc xây cất mà làm lấy tiền của hay đồ vật. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, của cả người bố thí không phải chỗ chẳng cho, chỗ thí chẳng được ngăn, làm dùng tờ mất tội, nên ở trước thế chỗ, vòng tay đứng thẳng ngay. Trong đây nếu thiếu người cung cấp cho tăng chúng, phải theo lời thế chủ, đem công giúp cho người, đồ uống cùng món ăn, cho đến thứ rẻ mọn, đúng theo lòng thế chủ, chớ để họ oán hờn. Nếu ai muốn xuất gia, hoặc con hoặc quyến thuộc, Bồ Tát nên thuận theo, chẳng nên làm trở ngại. Nguyện chúng sinh an lạc, nguyện được chứng Niết Bàn, bản nguyện tôi được trọn, nguyện thuyết pháp vô thượng. Lúc biết mình có lỗi, chớ để thân tâm nhơ, chớ mãi mãi lo rầu mà bị phiền não nhiễm. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia lại chẳng nên làm ba điều này. Một, chẳng nên buôn bán người nam, người nữ. Hai, chẳng nên đem thuốc độc cho người. Ba, chẳng nên gần gũi những người làm cái việc trên. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng, chớ buôn bán người nam, chẳng buôn bán người nữ, thuốc độc chớ cho người. Người làm phải tránh xa, vì làm khổ chúng sinh, chư thiên thường quả trách, không luận đến xứ nào, lòng lo sợ bị hại, hàng ngày thêm buồn lo, nạn khổ bức thân thể, chết yểu tự diệt vong, do đây chẳng nên phạm. Lỗi này và tội khác, Phật biết rõ nguyên nhân, lược nói một ít phần, răng dạy các Bồ Tát. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia là chẳng nên làm ba điều dưới đây. Một, chẳng nên đến nhà dâm nữ. Hai, chẳng nên gần gũi những người mai mối. Ba, chẳng ở chỗ hàng thịt sát sinh. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, không đến nhà dâm nữ, nói nơi nhơ uế buông lung, nơi người đời sẽ chê bai vì gần gũi tệ dục. Đến đó người trí biết, ác của trách rầy la, chiêu họa hại thân mình. Do đây thường chết sớm,
lại chẳng nên gần gũi kẻ mai mối gái trai, người cưới vợ lấy chồng, gần họ bị khi dễ, nhà sắc sinh hàng thịt cũng phải tránh chớ qua. Nơi đó người khôn ngoan không bao giờ ca ngợi. Những tội lỗi sâu nặng Như Lai biết rõ ràng, vì những người lỗi lầm nay Phật nói như thật. Giáo pháp của Phật dạy, đệ tử Phật phải rành, đúng theo pháp tọa trì, chỗ tu hành kết quả. Chúng sinh tu thánh đạo, mau đến quả Niết Bàn. Phật giảng cho hạng này, chẳng phải vì người ác. Này Ca Diếp, có ba điều Bồ Tát tại gia phải thực hành. Một, ở nhà nên quan sát thân mạng của mình giả tạm như khách. Hai, với của cải đã bố thí có quan niệm như được chứa cất. Ba, với của cải chưa bố thí xem như xa lìa ta cả trăm do tuần. Chẳng có quan niệm chứa của để cho vợ con. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ rằng, thường quan sát sự chết, mạng ta chẳng còn lâu, sản nghiệp cùng của tiền, nên thí gieo phước đức. Của chẳng để vợ con, cũng chẳng vì thân mình, đem bố thí cho người, được phước đức bền chắc, ân cần cầu Phật đạo, chẳng sinh lòng cống cao, nếu rời các pháp lành, thường mang lấy tổn hại, như trẻ thơ đùa giỡn, ăn chút ít chẳng no, pháp vị còn mỏng manh, dù tinh nhân khó vững, nếu tu chẳng dũng mãnh, cách đạo thật xa vời, hoằng pháp nếu chẳng thôi, gọi là pháp rốt ráo. Nơi Phật vì đại chúng nói những pháp môn này, nếu ai hiểu rõ ràng là bậc nhất tiết trí, dùng trí khéo quan sát, lòng chẳng lìa nơi thân, thường chánh niệm tư duy, thời như đối trước Phật. Nay Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia thành tựu được ba pháp dưới đây thì không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Một, cha mẹ chẳng tin Tam Bảo thì làm cho cha mẹ có lòng tin. Cha mẹ hủy phạm giới pháp, thời khuyên cha mẹ giữ giới. Cha mẹ tham lam bỏng sẻn thì khuyên cha mẹ bố thí, khen ngợi đạo vô thượng Bồ Đề. Mà vì người khác thuyết pháp, đây là pháp thứ nhất không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Hai, Bồ Tát tại gia biết rõ đáng cúng dường cùng chẳng đáng cúng dường. Cúng dường cho người đáng cúng, chẳng cúng dường cho người không đáng cúng. Dù chẳng cúng nhưng vẫn có lòng từ đối với họ. Đây là pháp thứ hai được sự không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Ba, Bồ Tát tại gia nhọc nhằn làm ra của cải, chẳng phung phí, chẳng để thất thoát, chẳng đem cho bừa bãi, phải nên cất giữ kỹ lưỡng. Dù vậy nhưng đối với các bậc sa môn, bà la môn thanh tịnh cùng các chúng sinh vẫn bình đẳng bố thí, cúng dường và không làm trở ngại những người đồng bố thí. Đây là pháp thứ ba được sự không thoái chuyển nơi đạo vô thượng Bồ Đề. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kể rằng, hàng Bồ Tát tại gia cầu vô thượng Bồ Đề, trọn nên ba căn lành, chẳng lên vô thượng giác. Cha mẹ đối Tam Bảo, tà kiến không lòng tin, khuyên cho phát tính tâm, khiến trụ nơi thắng pháp. Cha mẹ tham bỏng sẻn, khuyên bố thí làm lành, phạm giới khuyên giữ gìn, cũng khuyên tu trí tuệ. Bốn phương nên đi khắp, thỉnh cầu các pháp sư, tiếp pháp để độ người, do đây thêm trí tuệ. Phạm giới khiến giữ giới, chưa tin khiến được tin, không tuệ khiến chuyên tu, do đây được bất thoái. Gặp tỳ kheo trí tuệ, giữ giới học rộng nhiều, nên cung kính theo gần, để thường thường học hỏi. Do đây hàng cư sĩ được Bồ Đề không thoái, gặp người đức sâu dày, hiểu đạo nhiều trí tuệ, bậc này đáng tôn trọng, thân của đem cúng dường, tiêu biểu lòng kính tin. Trước kia Phật từng nói, không tin thì không được, phát đại Bồ Đề tâm, trí tuệ thấy pháp màu, mau nên lợi ích lớn. Ở nơi các pháp diệu, chứng nhập chẳng khó khăn, biết mình còn biết người, nơi đây được lợi lớn, tương ưng pháp xuất thế, nên trí tuệ càng thêm, bao nhiêu những của tiền, xưa nay thường chứa nhóm, không phải gìn giữ mãi, đem bố thí người tu, tiền của được sau này cũng mang ra bố thí. Bố thí thường tinh tấn, Phật quả ắt mau thành, trì giới cùng chúng sinh, từ tâm thêm dõng kiện, bố thí độ chúng sinh, trước sau không đổi khác, bố thí lòng trong sạch, trọn không chút mong cầu,
bạch tiền đến ngọc vàng, đều vui lòng thiết cả, dũng mãnh thiết tất cả những công hạnh đã làm, hồi hướng vô thượng thừa, bồ đề đại giác đạo, cúng dường nếu phi pháp, dù bố thí trời người, chẳng bằng thuận pháp lành, cho một người hiền khó, tinh tấn vì cầu pháp, nhờ pháp được tỏ thông, thắng đạo sinh trí màu, chứng bồ đề vô thượng. Này Đại Ca Diếp Bồ Tát Tại Gia, sau khi phát bồ đề tâm, nếu có ba điều dưới đây thì sẽ qua thanh văn thừa mà nhập niết bàn. Một, có một hạng người sợ ba ác đạo, xem đạo vô thượng quá nặng quá khó, không chuyên tu tập những thiện căn đã từng tu tập, chẳng thích cầu pháp lành, nản lòng cho là khổ. Đây là điều thứ nhất. Nếu có điều này thì thoái thất bồ đề tâm mà qua thanh văn thừa nhập niết bàn. Hai, có một hạng người lúc làm việc bố thí lòng không hoan hỷ, đã bố thí rồi lại hối hận, cũng chẳng hồi hướng cầu trí tuệ Phật. Nếu người có điều thứ hai này đây thì thoái thất tâm bồ đề mau qua thanh văn thừa mà nhập niết bàn. Ba, là có hạng người chẳng chuyên cần tinh tấn thực hành hạnh đại thừa, chỉ thích cầu học rộng, do thiện căn hệ liệt mau nhập niết bàn. Đây là hạng thứ ba thoái thất bồ đề tâm qua thanh văn thừa mà nhập niết bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: đã phát bồ đề tâm, chẳng tùy thuận chánh hạnh, thoái thất nơi Phật thừa, vào nơi thanh văn đạo, vẫn tên đại bồ đề, cũng không lòng giải đãi, do vô trí sang tham nên phải bị trở ngại, biết ơn Phật trì giới, bố thí lòng siêng năng, ba la mật đa được thành, chứng bồ đề không có, do tâm tạo những ác, tâm cũng thích cúng dường, tâm chúng sinh nếu bền, sẽ là quả thế gian, nếu lìa được ba lỗi, hồi hướng đại bồ đề, sẽ là bậc Thế Tôn, chứng bồ đề vô thượng. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát Tại Gia nếu có ba điều dưới đây thì thoái thất đạo bồ đề mà bác niết bàn nơi độc giác thừa. Một, có hạng người dù đã phát tâm đại bồ đề nhưng bỏng sẻn chánh pháp. Hai, có hạng người ham coi sao coi hạng và đoán việc các khung thế gian. Ba, có hạng người vì giải đãi mà không thể tu học khắp các pháp trợ bồ đề. Những hàng tại gia đã phát tâm đại bồ đề, nếu có ba lỗi trên thời sẽ thoái thất đại thừa mà vào độc giác thừa bát niết bàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: người bỏng sẻn chánh pháp, chẳng chịu dạy bảo người, sẽ qua độc giác thừa thoái thất đạo vô thượng. Do hai loại nghĩa ấy mất lợi khổ liền sinh, gần gũi để tu hành nghi hoặc bồ đề đạo, đã tu đại thừa pháp lại xem đoán các khung, chẳng phải chánh tính tâm, tất phải xa Phật đạo, có thể chuyên tính nhạo, kiên cố đạo bồ đề, trọn không lễ trời thần, chỉ phụng thờ Đức Phật. Nếu có lòng tịnh tính, chẳng cầu muốn quả trời, có thể được Phật thừa hiệu là đấng vô thượng. Nếu lòng thích bồ đề, chẳng thờ cúng trời thần, không luận sinh chốn nào, thân đẹp sinh tráng kiện. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát Tại Gia vì có ba điều mà chịu lấy thân thể đen xấu, lấy đèn sáng nơi tháp của Như Lai, đối với người tranh cãi kiện tụng mà ta vẽ giận dữ, với người đen xấu không can dự đến mình mà lại chê mắng. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng: lấy đèn sáng nơi tháp hoặc làm tắt đèn thờ, chịu lấy thân đen điêu như lông đen chim quạ, khinh chê người đen xấu, tôi trắng trẻo anh đen, do lỗi khinh chê người, thọ lấy thân đen xấu, phải khéo giữ gìn miệng, lỗi họa từ miệng ra, tùy theo nghiệp đã làm, sẽ chịu lấy nghiệp báo. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát Tại Gia vì có ba điều sau đây mà phải sinh vào nhà thợ thuyền. Một, tự đã giữ được năm giới, hoặc bị tân khách ép mời mà uống rượu, hoặc tự mời người khác uống, thì sẽ thọ sinh vào nhà thợ thuyền. Đây là điều thứ nhất. Hai, tự đã giữ được phạm hạnh, lại vì hòa hợp người khác mà khiến làm điều uế dục, nên sẽ thọ sinh vào nhà thợ thuyền,
Đây là điều thứ hai. 3. Thấy người siêng năng đọc tụng kinh pháp mà nhà mình đang hưng công nên bảo kia rằng, anh nên nghỉ đọc tụng để làm tiếp công việc cho tôi. Do đây nên sẽ thọ sinh vào nhà thợ thuyền. Đây là điều thứ ba. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kể rằng, đem rượu mời người uống, uống rượu với bà con, vì uống rượu say sưa bèn sinh vào nhà thợ. Làm kim dao chẳng biết, nghề khéo khác chẳng rành, chỉ được ngồi động tay trước lò tục ống bể. Tự mình tu phạm hạnh, bảo người làm nghiệp dâm, mạng báo đã chết rồi, sẽ sinh vào nhà thợ. Làm kim dao chẳng biết, ống bể chẳng được làm, chỉ biết quơ búa to, đập xuống đe, rèn sắt. Bảo người bỏ đập tụng sau khi đã chết rồi, tạo sinh nhà thợ thùy, đầu óc thường ngu tối, chẳng biết thục ống bể, cũng chẳng biết đập rèn, do nghiệp báo nên khiến làm hư hại đồ đạc. Phật có lời khuyên dạy, nói năng phải giữ lời, vĩnh viễn chớ dạy người, làm tất cả việc ác, luân hồi sinh tử khổ, do tham ái mà ra, pháp lành phải siêng tu, lánh xa những pháp ác. Này Đại Ca Diếp Bồ Tát lại, tại gia nếu có ba điều dưới đây thì sẽ thọ sinh vào nhà vua chúa sang giàu, thân thể đoan nghiêm xinh đẹp, được mọi người kính yêu, thân minh khéo léo siêng năng chẳng biến trễ. Một người tại gia vừa mới gặp bậc Sa Môn Bà La Môn lần đầu, liền kính tinh cúng dường những vật thực, y phục, thuốc men, đồ nằm cùng những vật cần dùng khác. Đây là điều thứ nhất. Hai, người tại gia giữ vững bản nguyện tu hành đúng như lời nói, trọn chẳng vọng ngữ. Đây là điều thứ hai. Ba, người tại gia đối với bậc Sa Môn Bà La Môn đầy đủ giới hạnh, kính tinh cúng dường các bậc ấy mà lại có thể thọ học chánh pháp. Đây là điều thứ ba. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kể rằng, những người có trí tuệ, thấy bậc giới học cao, phải sinh lòng vui mừng, thường đi theo học hỏi, đã được lời dạy dỗ, nên đúng pháp cúng dường, bố thí đồ cần dùng, trọn không lòng hối hận. Đây là pháp bền chắc, cần phải tùy thuận làm, Phật trí được tương ưng, khó được mà mau được. Do lòng tin sâu chắc, thẳng đến Đại Bồ Đề, đường trí tuệ tu hành, Phật đạo chứng chẳng khó. Sống trong pháp vô thượng, mong được pháp diệu màu, phải thọ bảy thánh tài, quả niết bàn được chứng, sinh vào nhà tôn quý, thân xinh đẹp đoan nghiêm, ăn mặc đều cao sang, chứng niết bàn vô thượng, như chỗ Phật khen ngợi, tu hành tối thượng thừa, thanh tịnh diệu niết bàn, đây là quả tối thắng, đã tạo nên công hạnh, quả đẳng lưu chẳng dừng, trăm ức kiếp trải qua, nghiệp này cũng chẳng mất. Này Đại Ca Diếp, Bồ Tát tại gia trở nên ba điều vung trồng các căn lành cho đến chứng được vô thượng Bồ Đề, trọn chẳng thọ vui năm dục thế gian. Một, người tại gia thọ trì năm giới, không ca ngợi vui năm dục với người khác, siêng năng tu tập nghiệp thanh tịnh của mình, lại phát nguyện rằng, tôi từ nay chẳng gần gũi tất cả phụ nữ, từ nay đến khi chứng vô thượng Bồ Đề, nguyện tôi chẳng gặp sự vui năm dục thế gian. Đây là điều thứ nhất. Hai, người tại gia nghe kinh điển này, xin lòng tin cầu quả đại niết bàn, tuy thọ trì giáo pháp này nhưng tránh né chẳng thực hành, được người khác giảng giải và phát khởi, liền phải xả bỏ việc tránh né mà cố gắng thực hành, do căn lành này được biện tài vô ngại, vô trước. Người này đời hiện tại hoặc lúc lâm chung sẽ được thấy Phật, sau khi chết sinh lên cõi trời, không bao lâu sẽ chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây là điều thứ hai. Ba, Bồ Tát tại gia đem những căn lành mà mình đã có đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề, chẳng ưa thích cảnh lục trần của cải chức tước, chẳng triều mến quyến thuộc, do tâm vô vi và quả vô vi nên một chấm chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây là điều thứ ba. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kể rằng, tại gia tu năm giới, khéo giữ khéo hộ trì, chẳng gần gũi nữ nhân, trong đây sinh nhàm chán, những pháp môn vô thượng siêng tu chẳng chán nhèm. Nếu có lỗi chẳng lành, mau ăn năn chừa bỏ. Những căn lành tu tập đều hồi hướng Bồ Đề, do công đức lành này sớm lìa vui năm dục, thường được học biết rộng, đem chánh pháp dạy người, xin lòng đại từ bi cầu Bồ Đề vô thượng, đã nghe những lợi ích phải sinh niệm hiền lành,
các dục nhiễm nên xa, sớm được thành Phật đạo. Đa Ca Diếp bạch: Bạch Thế Tôn, kinh pháp này tên là gì? Nay chúng con phải phụng trì thế nào? Phật bảo Đa Ca Diếp: Kinh này tên là Thuyết Tam Luật Nghi, cũng tên là Tuyên Thuyết Bồ Tát Cấm Giới, cũng tên là Đồng Nhập Nhất Thiết Pháp. Phật nói kinh này rồi, Tôn giả Đại Ca Diếp, tất cả đại chúng, trời rồng, tán bộ chúng, nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng, tín thọ, phụng hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Kinh Đại Bảo Tích.